Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1761. Dù là Trương Đạo Linh quyết đấu với Tiêu Chính Văn khi mặt trời lặn thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nhưng bây giờ lại là lúc giữa trưa, Trương Đạo Linh không phải thua về cơ mưu hay thực lực mà là thua về vận may. Lúc đầu mọi người đều nghĩ Trương Đạo Linh chắc chắn sẽ nắm phần thắng trong trận chiến này. Nhưng kết quả lại thay đổi quá lớn. Đầu tiên là Tiêu Chính Văn phá được Thiên Sơn Thất Kiếm của Trương Đạo Linh, bây giờ lại bởi vì thời gian mà Thiên Thân Túy của Trương Đạo Linh lại bị phá vỡ lần nữa. Mặc dù người trong võ tông không tin vào chuyện mê tín nhưng nhiều sự trùng hợp liên tiếp như thế thì không chỉ đơn giản chỉ là trùng hợp nữa. Đó chỉ có thể chứng tỏ vận may của Tiêu Chính Văn vượt xa Trương Đạo Linh. Tổ Long khôi phục, số mệnh của Hoa Quốc thay đổi. Mặc dù phải đến 2 năm sau số mệnh mới có thể hiện rõ ra hiệu quả khiến vận may của tất cả mọi người từ trên xuống dưới ở Hoa Quốc đều được gia tăng. Nhưng trong 2 năm này, quả thật có một số người có thể được gia tăng trước. Những người này thường là con cưng của trời, thường là niềm hy vọng trong tương lai của Hoa Quốc. Số mệnh Hoa Quốc cũng sẽ xuất hiện trên người những người này. Những người này thường chỉ có thể quy thuận theo, không thể đứng ở phe đối lập. Tất nhiên những người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm như ông Lư biết rõ số mệnh đáng sợ thế nào. Số mệnh không thể thấy cũng không sờ được, nhưng lại có thể làm một người đi từ đáy cốc lên đến đỉnh cao, có thể khiến một người được vận may bao quanh, bất khả chiến bại. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã bắt đầu để lộ ra những đặc điểm này rồi. Tiêu Chính Văn, cậu nghĩ như thế là kết thúc rồi sao? Cậu từng nghe nói đến địa sát song tuyệt chưa? Trương Đạo Linh cười khẩy nói. Chỉ thấy cụ ta giơ tay lên, xung quanh thay đổi, trên mặt đất bỗng xuất hiện vô số dây leo màu đen quấn chặt hai chân Tiêu Chính Văn lại. Đồng thời chỉ trong tích tắc dây leo màu đen đó quấn chặt lấy eo Tiêu Chính Văn khiến anh không thể động đậy. Vãi, mọi người xung quanh không khỏi sửng sốt, lẽ nào trận pháp của nhà họ Trương đã đến mức thay đổi được trời đất rồi sao? Đám dây leo xuất hiện dưới đất không phải là ảo giác mà là thật. Từng dây leo thô to như cánh tay uốn lượn xung quanh, Tiêu Chính Văn chỉ hơi động đậy thôi thì đám dây leo đó sẽ siết chặt hơn một chút. Thậm chí đã thấy chân Tiêu Chính Văn rỉ ra máu. Chương 1762. Tiêu Chính Văn, đừng tốn sức nữa, cậu tưởng tam tuyệt trận của nhà họ Trương chỉ đơn giản thế sao? Trương Nguyệt Đông còn quá trẻ, lại ham chơi nên không lĩnh hội hết được tinh túy của tam tuyệt trận. Nếu không... chỉ cần thiên tuyệt trận là đủ để giết cậu rồi. Nhưng cậu vẫn muốn chiếm lợi trước mặt tôi được sao? Nói thật ra, tôi chỉ không muốn để người đời biết sự đáng sợ thật sự của tam tuyệt trận nên nãy giờ vẫn để lại đường lui với cậu. Chẳng lẽ cậu nghĩ một thằng nhãi danh như cậu có thể phá được tam tuyệt trận của nhà họ Trương à? Khoảnh khắc Trương Đạo Linh vừa nói ra mấy lời này, mặt đất dưới chân Tiêu Chính Văn lại thay đổi. Mặt đất chắc chắn ban đầu bỗng biến thành một vũng bùn lầy. Đám dây leo màu đen đó bắt đầu kéo cơ thể Tiêu Chính Văn xuống dưới. Đây là, mấy người ông Lư giật mình khiếp sợ, đây là bản lĩnh thần tiên gì thế chứ? Hóa ra trận pháp còn có thể dùng được thế này sao? Thảo nào nhà họ Trương có thể được võ tông và các đại danh sơn tôn sùng trong 5.000 năm dài đằng đẵng như thế? Chỉ riêng địa tuyệt trận này, dù có là cường giả cảnh giới thiên thần vừa đột phá đến đây cũng khó mà thoát được. Huống gì là tam tuyệt trận xuất hiện. Tiêu Chính Văn, có lẽ cậu vẫn chưa biết nếu không phải có lệnh cấm cảnh giới thiên thần không được can thiệp vào giới thế tục thì tôi đã là cường giả cảnh giới thiên thần từ lâu rồi. Trương Đạo Linh chắp hai tay sau lưng, nhìn Tiêu Chính Văn dần chìm vào đầm lầy nói. Đúng là lúc này Tiêu Chính Văn cũng phải thừa nhận, mặc dù nhà họ Trương hiểu sai về ngọn nguồn của trận pháp nhưng lại có thể phát huy trận pháp đến mức này, chắc chắn phải gọi là đỉnh của chóp. Chả trách các đại danh sơn đều có thái độ kính trọng với nhà họ Trương như thế, võ tông càng kính trọng nhà họ Trương như thần. Lúc này trong biệt thự vang lên tiếng khóc của trẻ con. Đến đây thôi, đừng làm ồn đến đứa bé. Tiêu Chính Văn cực kỳ bình tĩnh nhìn bùn đất dưới chân nói. Nghe thế mọi người không khỏi nhìn Tiêu Chính Văn như nhìn tên ngốc. Đã đến nước này rồi, có thể nói Tiêu Chính Văn không nhúc nhích được một bước mà còn lớn lối thế. Cứ đến đây thôi ư, chưa kể những cái khác, chỉ riêng mấy dây leo kia thôi, Tiêu Chính Văn cậu định thoát khỏi nó thế nào? Chương 1763. Hơn nữa bây giờ Trương Đạo Linh đã dùng hết tất cả bản lĩnh của mình,
một thiên vương đỉnh cấp lão làng vậy mà chẳng đáng giá chút nào trong mắt Tiêu Chính Văn sao? Tôi phải công nhận là nhà họ Trương các ông quả thật nghiên cứu rất kỹ lưỡng về trận pháp, nhưng tiếc là vẫn phải nói một câu, từ lúc bắt đầu các ông đã sai rồi, hơn nữa càng nghiên cứu càng sai. Trên thế giới này đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác, ý chí và sức mạnh của con người nhất định chiến thắng tự nhiên. Ông nói đúng, nếu không phải cảnh giới thiên thần có lệnh cấm không được can thiệp vào giới thế tục thì có lẽ ông đã thành cảnh giới thiên thần rồi, nhưng tiếc là ông không bao giờ thấy được ngày đó nữa. Vừa dứt lời cơ thể Tiêu Chính Văn phát ra một luồng sáng trắng, ánh sáng đó rất ấm áp, thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy cực kỳ thoải mái. Luồng sáng đó trông yếu ớt nhưng lại có sức sống rất mạnh. Những nơi nó lướt qua đều làm mấy dây leo đó tan biến như tuyết gặp ánh mặt trời. Sau đó khí thế Tiêu Chính Văn bỗng thay đổi, hơi thở đáng sợ xuyên thẳng lên không trung. Sức mạnh của cường giả cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao bao phủ cả mấy cây số quanh đó. Đồng thời bùn lầy dưới chân Tiêu Chính Văn cũng trở nên kiên cố như ban đầu sau khi ánh sáng trắng đó xuất hiện. Trên một con đường sai lầm, đi càng xa thì càng sai nhiều hơn. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược cũng không bao giờ ngộ ra được thế nào là trận pháp thật sự. Tiêu Chính Văn vừa nói xong câu này, luồng sáng trắng đó bao quanh cơ thể Tiêu Chính Văn, cùng lúc đó một luồng sức mạnh phát ra từ trong người Tiêu Chính Văn. Mọi thứ xung quanh dường như đều thay đổi theo từng cử chỉ của Tiêu Chính Văn. Từ trường, Trương Đạo Linh cũng là cao thủ trận pháp, hiểu biết rất rõ về trận pháp đến cực điểm chính là khơi dậy từ trường. Tại sao nền đất dưới chân Tiêu Chính Văn lại trở thành bùn lầy? Là vì từ trường. Vì sao dây leo màu đen đó lại đột ngột xuất hiện? Vẫn là vì từ trường. Nhưng từ trường phát ra từ trong người Tiêu Chính Văn lại khác hẳn từ trường mà Trương Đạo Linh lĩnh hội trước đó. Sao cậu có thể khống chế được từ trường xung quanh? Mặc dù Trương Đạo Linh có thể cảm nhận được nhưng cụ ta lại không biết Tiêu Chính Văn làm thế nào. Bởi vì từ trước đến nay người nhà họ Trương đều nghĩ từ trường bên ngoài chỉ có thể điều phối sử dụng, nhưng không thể sử dụng cho mình. Nói cách khác, một người bình thường không thể làm sao trời chuyển động, càng không thể khiến không khí chuyển động vì mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1764. Anh chỉ có thể là một sinh linh bị bao vây trong không khí, bị họ chi phối, cùng lắm chỉ có thể sử dụng từ trường của chúng mà thôi. Nhưng Trương Đạo Linh nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ được bất kỳ câu trả lời nào. Ánh sáng trắng đó phát ra. Khí thế cả người Tiêu Chính Văn đều thay đổi. Nhất là dường như có một từ trường vô cùng đáng sợ đang dao động trong luồng sáng trắng đó. Lúc này Tiêu Chính Văn như một bậc thiên thần đang hạ xuống trần gian. Vung tay một cái trời đất đều đổi sắc, chỉ tùy ý cử động thôi mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Rất nhiều cây gỗ bị Trương Đạo Linh phá hủy đều mọc ra nhú mới, trên mặt đất xuất hiện một cảnh tượng tràn đầy sức sống. Dường như vận mệnh của tất cả sinh linh trên thế giới này đều nằm trong tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu chắc chắn không thể xoay chuyển được tình thế. Trương Đạo Linh trợn mắt, ánh mắt tràn đầy sự hung ác. Hai đốm lửa trong mắt cụ ta gần như sắp phun ra ngoài như có thực thể. Tất nhiên cụ ta không thể ngồi chờ chết, sau đó cụ ta ngẩng đầu lên trời, bỗng nhiên một cơn gió nổi lên, tiếng sấm vang lên, vô số gai nhọn từ dưới đất lao lên. Trời đất này như thể thay đổi chỉ trong một cái chỉ tay của Trương Đạo Linh. Ngay cả đám người ông Lư cũng phải kinh ngạc thốt lên. Vì lúc này trời đất như một con quái thú khổng lồ đang há mồm trước mặt họ, có thể nuốt chửng tất cả sinh linh bất cứ lúc nào. Sấm sét giao nhau, mặt đất rung chuyển, mây gió cuồn cuộn. Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, trận mưa lớn bỗng kéo đến. Nước mưa như có một ma lực nào đó. Chỉ cần người bị nước văng chúng đều cảm nhận được sức lực như bị rút dần đi, thậm chí đứng ngay tại chỗ thôi cũng cảm thấy mất sức. Tiêu Chính Văn không khỏi lắc đầu, Trương Đạo Linh vẫn không hiểu, hơn nữa còn cố chấp đến độ nực cười. Cơn mưa này không có một giọt nào dính vào áo Tiêu Chính Văn, chứ đừng nói gì đến việc sức lực của anh bị rút cạn. Tiêu Chính Văn, ngay cả trời đất này cũng bị trận pháp của nhà họ Trương khống chế, cậu có tư cách gì xoay chuyển được tình thế? Nói cho cậu biết, từ xưa đến nay, dù là 1000 năm trước cũng không ai có thể thoát khỏi tam tuyệt trận của nhà họ Trương, cậu cũng không trở thành trường hợp ngoại lệ đó. Trương Đạo Linh cười khẩy,
giơ mấy ngón tay ra tạo thành móng vuốt lao về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng đòn tấn công này lại khác thường. Chương 1765. Chỉ thấy rất nhiều giọt nước mưa và vô số gai nhọn, thậm chí cả sấm sét trên bầu trời đều tập trung đánh về phía Tiêu Chính Văn cùng một lúc. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu không chỉ đang đối mặt với Trương Đạo Linh tôi mà còn có cả trời đất này. Dù cậu có mạnh đến mức nào thì cũng chỉ là một người bình thường. Uy lực của trời đất đâu phải là thứ cậu có thể so sánh. Tiêu Chính Văn giơ cánh tay lên vung lên trên đầu, gió lớn và mưa lập tức ngừng lại. Những đám mây rông cuồn cuộn kia cũng tản ra. Hiện tượng kỳ lạ của trời đất cũng lập tức trở lại bình thường. Ông có biết nhà họ Trương của ông nhầm lẫn ở đâu không? Trời đất sẽ không bị khống chế bởi bất kỳ ai, cơ thể người chính là vũ trụ, trời đất quá nhỏ bé, chẳng là gì so với vũ trụ cả. Còn ông dốc lòng theo đuổi sự kỳ diệu của trận pháp nhưng lại quên mất ý muốn ban đầu của mình. Chỉ có thật sự muốn tìm kiếm thì mới có thể đạt được ý nghĩa chân chính, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo đều hướng về điều này. Sở dĩ ba tôn giáo đều có cách lý giải giống nhau như thế đều là vì bị ảnh hưởng bởi Tổ Long. Thứ mà Tổ Long giỏi nhất là trận pháp là vũ trụ, còn con người là điều duy nhất có thể xoay chuyển vũ trụ. Lẽ nào ông vẫn chưa hiểu sao? Hai, trận pháp cao cấp thế này rơi vào tay nhà họ Trương các ông đúng là phung phí của trời. Mấy lời này của Tiêu Chính Văn rơi vào tai Trương Đạo Linh như đang tuyên truyền giác ngộ. Nếu trước đó Tiêu Chính Văn nói như thế, cụ ta còn nghĩ Tiêu Chính Văn đang nói ngông nói cuồng, nhưng bây giờ... Tiêu Chính Văn chỉ vung tay lên thôi đã phá được toàn bộ tam tuyệt trận của nhà họ Trương. Trương Nguyệt Đông tuổi còn trẻ, kinh nghiệm quá ít nên không đủ hiểu biết về tam tuyệt trận. Vậy Trương Đạo Linh thì sao? Lúc này Trương Đạo Linh kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn, trán toát đầy mồ hôi. Rốt cuộc cậu làm như thế nào, tam tuyệt trận của nhà họ Trương chưa từng thất bại. Tiêu Chính Văn cười nhạt, sau đó vung tay lên, mọi thứ trở lại như lúc đầu. Dường như cảnh tượng đáng sợ lúc nãy chưa từng xuất hiện. Vẫn là câu nói đó, các ông không hiểu. Tiêu Chính Văn nở nụ cười vô cùng tự nhiên đón lấy ánh mặt trời giữa trưa, thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp. Tự nhiên, lúc này Tiêu Chính Văn như đang hòa làm một thể với mọi thứ xung quanh. Ngược lại cảm giác tự nhiên đó làm tất cả mọi người đều thấy Tiêu Chính Văn rất khác biệt, Tiêu Chính Văn cao siêu khó lường. Không hiểu ư, Trương Đạo Linh siết chặt nắm đấm. Cụ ta đã thể hiện hết tất cả con át chủ bài của mình, lúc này cụ ta đã không còn gì có thể đánh nữa rồi. Chương 1766. Cơ thể Tiêu Chính Văn khẽ chuyển động, trong nháy mắt đã tới ngay phía trước người Trương Đạo Linh, giơ tay tung ra một cú đấm, Trương Đạo Linh bị đánh bay cao mấy mét. Phụt, một màn xương máu cứ thế phun ra. Cái gọi là thiên tuyệt thật ra phải dựa vào trái tim, lay động vạn vật. Sấm, trong vô thức. Tiêu Chính Văn đã bố trí xong trận pháp Tổ Long, chỉ là trận pháp mà Tiêu Chính Văn bố trí hoàn toàn khác với trận pháp mà Trương Đạo Linh thể hiện. Bầu trời không hề có hiện tượng lạ, cũng không hề có sấm sét, thế nhưng sau khi từ sấm phát ra khỏi miệng anh thì vang lên âm thanh ầm ầm. Một trận sấm sét lập tức giáng xuống, vô vàn tia sét đan chéo nhau xuất hiện trên bầu trời. Chuyện này, ngay cả Độ Thiên Chân Nhân và Tần Vũ cũng sững sờ. Tiêu Chính Văn thi triển trận pháp vào lúc nào, mà bọn họ lại hoàn toàn không hay biết. Hơn nữa, trận pháp này lại rất giống với trận pháp của nhà họ Trương. Chỉ là còn cao siêu hơn rất nhiều so với trận pháp của Trương Đạo Linh. Tất cả đều đến không chút động tĩnh, thậm chí còn khiến người ta không có cách nào phòng bị. Đối diện với biển sấm, Trương Đạo Linh vô cùng kinh hoàng hô lên, không. Đừng mà, uy lực của sấm sét chính là thiên uy. Mặc dù Trương Đạo Linh là cường giả thiên vương long cấp 5 sao, thế nhưng dù gì cụ ta cũng không phải thần thánh. Bị sấm sét đánh trúng cơ thể sẽ hóa thành thịt nhão chỉ trong phút chốc. Tiêu Chính Văn, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Dù tôi không phải là đối thủ của cậu thì cậu cũng không thể giết thêm người của nhà họ Trương chúng tôi nữa. Lẽ nào cậu không sợ nhà họ Trương sẽ báo thù cậu một cách điên cuồng hay sao? Báo thù ư, Tiêu Chính Văn cười khẩy. Cho dù không giết Trương Đạo Linh thì lẽ nào nhà họ Trương sẽ từ bỏ chuyện báo thù? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, lập tức cử động tay, chỉ thấy cơ thể của Trương Đạo Linh lập tức bị hút vào trong biển sấm. Vô số tia sét đan chéo vào nhau giữa không trung, hào quang hun hút khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng.
Khi từng tiếng nổ lớn nối tiếp nhau vang lên, bộ quần áo trên người Trương Đạo Linh lập tức bị xé toang ra thành bột mịn. Á, những tia sét đánh trúng lên người Trương Đạo Linh, đau tới mức Trương Đạo Linh phát ra những tiếng gào thét vô cùng thảm thiết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt khiếp sợ về phía Tiêu Chính Văn. Trước đây, bọn họ chẳng xem Tiêu Chính Văn ra gì, dù gì so với nhà họ Trương, Tiêu Chính Văn cũng quá nhỏ bé. Chương 1767. Thế nhưng lúc này, nhìn vô số ánh chớp lập lòe và tiếng sấm đùng đoàng trên nền trời, ai còn dám coi thường Tiêu Chính Văn nữa đây? Hơn nữa, người đang bị hút vào trong biển sấm lại chính là Trương Đạo Linh, kẻ bất bại cả trăm năm nay. Mãi sau khi 5 phút trôi qua, Trương Đạo Linh mới thoi thóp rơi từ trên trời xuống. Dầm một tiếng, tạo thành một cái hố lớn hình người ở trên mặt đất. Lúc này, ngay cả sức để cử động một ngón tay Trương Đạo Linh cũng không còn, hơn nữa, cảnh giới của cụ ta đã tụt xuống thành long soái 5 sao. Trương Đạo Linh nằm sấp trên nền đất, không thể cử động giống như một con chó đã chết, mấy người ông Lư đều sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Đặc biệt là ông Lư, trước đây cụ ta đã chỉ thẳng vào mũi Tiêu Chính Văn mà chửi rủa. Bây giờ, chỗ dựa vững chắc nhất của cụ ta là Trương Đạo Linh cũng đã sụp đổ, vậy đến lượt cụ ta thì sẽ có kết cục như thế nào, không cần đoán cũng có thể tưởng tượng ra được. Hừ, xem ra Hoa Quốc chúng ta lại mất đi một thiên vương long cấp 5 sao nữa rồi. Có điều cậu Tiêu ngày càng khiến tôi không thể nhìn thấu được nữa. Tần Vũ nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt sâu xa. Bây giờ, trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Trương Đạo Linh đã phân rõ thắng bại. Còn về việc có giết Trương Đạo Linh hay không thì còn phụ thuộc vào tâm trạng của Tiêu Chính Văn. Lúc này, Trương Đạo Linh vô cùng hối hận nhìn Tiêu Chính Văn đang chậm rãi bước về phía mình. Thế nhưng sự việc tới nước này rồi, bất luận cụ ta có nói gì thì cũng đã quá muộn. Đối với Hoa Quốc mà nói, Trương Đạo Linh chết đi chưa chắc đã là chuyện xấu, thế nhưng thực lực của chủ thượng lại tiến bộ thêm một bậc, tôi nghĩ chủ thượng là người duy nhất có thể trở thành cường giả thiên thần chỉ trong vòng 2 năm. Mất đi một thiên vương long cấp 5 sao nhưng lại tăng thêm một cường giả ở cảnh giới thiên thần, Hoa Quốc không hề lỗ. Độ Thiên Chân Nhân bình thản nói. Tần Vũ cũng lặng lẽ gật đầu. Quả thực như vậy, Trương Đạo Linh đã gần 100 tuổi, mà Tiêu Chính Văn thì mới có bao nhiêu? Anh chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi, so với Trương Đạo Linh, tiền đồ của Tiêu Chính Văn còn khó đoán định hơn nhiều. Hừ, tiền bối Trương, thật ra ban nãy tôi cũng đã nhắc nhở ông rồi, chủ thượng của chúng tôi không hề đơn giản giống như ông tưởng tượng đâu. Nhìn Trương Đạo Linh nằm sấp thoi thóp trên nền đất, Độ Thiên Chân Nhân không khỏi cúi đầu hổ thẹn nói. Dù gì Trương Đạo Linh cũng có ơn rất lớn đối với cụ ta. Thế nhưng lúc này, Độ Thiên Chân Nhân lại không dám cầu xin cho Trương Đạo Linh, vậy nên trong lòng mới cảm thấy áy náy. Không có Trương Đạo Linh, Độ Thiên Chân Nhân vĩnh viễn không thể lĩnh hội được kiếm cảnh, không có Trương Đạo Linh thì Độ Thiên Chân Nhân cũng không thể từ cảnh giới chủ soái đột phá lên cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi. Mặc dù tất cả những thành quả sau này đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân Độ Thiên Chân Nhân. Chương 1768. Thế nhưng, người chỉ bảo ban đầu vẫn luôn đem tới tác dụng mang tính quyết định nhất. Nghe thấy những lời này của Độ Thiên Chân Nhân, Trương Đạo Linh chỉ biết cười gượng. Đừng thấy cụ ta có tầm ảnh hưởng lớn ở trong giới thế tục mà lầm, trong nhà họ Trương, cụ ta chỉ có vai vế rất nhỏ mà thôi. Ngay cả trận chiến với Tiêu Chính Văn lần này cụ ta cũng không thể tự quyết định. Nghĩ tới chuyện năm xưa mình oai phong ra sao, một người một kiếm trấn áp hết cao thủ 15 nước. Thế nhưng hiện giờ, ở trước mặt Tiêu Chính Văn lại bị đánh như một con chó chết, ngay cả sức lực bò dậy cũng không có. Uy danh cả đời này của cụ ta lẫn uy danh mấy trăm năm nay của Hoa Quốc đều đã bị hủy hoại hết trong ngày hôm nay. Trương Đạo Linh, tất cả nên kết thúc được rồi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa giơ thanh giáo dài liệt long màu đỏ lên, mũi giáo đâm thẳng về phía yết hầu của Trương Đạo Linh. Tới nước này rồi, Trương Đạo Linh đã không còn muốn giải thích thêm gì nữa, cụ ta hít sâu vào một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc Tiêu Chính Văn đang định dùng mũi giáo xiên chết Trương Đạo Linh thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía xa. Vua Bắc Lương, xin hãy nguôi giận, mau dừng tay lại. Mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng người đang lao như bay từ phía xa. Cuối cùng đứng ngăn giữa Tiêu Chính Văn và Trương Đạo Linh, bảo vệ cho Trương Đạo Linh. Mãi tới lúc này,
mọi người mới nhìn rõ tướng mạo của người này, vậy mà lại là đại trưởng lão của võ tông. Vua Bắc Lương, không thể giết người này được đâu, tha cho ông ta một mạng đi. Đại trưởng lão thở dốc nói. Nhìn thấy đại trưởng lão của võ tông xuất hiện, cuối cùng Trương Đạo Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái mạng này của cụ ta cũng coi như giữ lại được rồi. Thật ra sự xuất hiện lần này của đại trưởng lão không chỉ vì để cứu Trương Đạo Linh. Bất luận Trương Đạo Linh và Tiêu Chính Văn ai bại trận, ông ta cũng sẽ không cho phép Hoa Quốc mất đi một nhân tài như vậy. Đại trưởng lão, sao ông lại nói như thế? Trương Đạo Linh giáp tâm muốn giết tôi, lẽ nào ông ta thua thì tôi không thể giết ông ta sao? Nếu như người đang nằm dưới đó là tôi thì liệu ông ta có bỏ qua cho Tiêu Chính Văn tôi hay không? Ông ta có bỏ qua cho người nhà và bạn bè thân thích của tôi hay không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn đại trưởng lão. Chuyện này, vua Bắc Lương, cậu thật sự không thể giết ông ta đâu, người này là người đại diện nhà họ Trương tung hoành trong giới thế tục. Tôi đoán là cậu cũng biết, giữa nhà họ Trương và năm đại danh Sơn có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu như giết chết người này, nhà họ Trương nhất định sẽ rất phẫn nộ, tới lúc đó, năm đại danh Sơn cũng sẽ chĩa mũi nhọn về phía vua Bắc Lương mà thôi. Bất luận là cậu hay Trương Đạo Linh xảy ra bất trắc thì cũng đều là tổn thất rất lớn của Hoa Quốc chúng ta. Tôi đến đây không phải để cứu ông ta, nếu như người đang nằm tại nơi này là vua Bắc Lương thì tôi cũng sẽ đứng ra như vậy. Đại trưởng lão giơ tay ra, siết chặt thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay Tiêu Chính Văn. Năm đại danh Sơn ư? Tiêu Chính Văn cười khẩy, đại trưởng lão, bất luận là ai, chỉ cần có ý định giết Tiêu Chính Văn tôi thì tôi đều sẽ giết chết không tha. Chương 1769. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay khẽ rung. Phụt, một dòng máu văng ra từ sau gáy Trương Đạo Linh. Trương Đạo Linh chết, đại trưởng lão quay đầu lại nhìn thi thể Trương Đạo Linh không khỏi nhắm nghiền hai mắt. Lần này mối quan hệ giữa thiên tử và năm đại danh Sơn đã hoàn toàn rạn nứt. Nhà họ Trương chắc chắn sẽ lôi kéo năm đại danh Sơn chống đối Tiêu Chính Văn, còn thiên tử chắc sẽ không bỏ mặc Tiêu Chính Văn. Nếu muốn hai bên hòa hợp với nhau e rằng chỉ là mơ mộng hảo huyền. Mấy người ông Lư sững sờ nhìn thi thể Trương Đạo Linh, một lúc lâu sau mới chậm rãi bước đến trước. Chuyện đến nước này, họ đã không còn sức lực chống đối với Tiêu Chính Văn nữa. Trước đây họ còn có thể dựa vào thế lực phía sau mình. Nhưng bây giờ ngay cả Trương Đạo Linh cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn, họ còn có thể dựa dẫm vào ai đây? Ngược lại, dù ông Lư là trưởng lão liên minh võ thuật, sau này gặp Tiêu Chính Văn cũng phải đi đường vòng. Hơn nữa cụ ta cũng phải lập tức báo cho liên minh võ thuật biết về cái chết của Trương Đạo Linh. Không ai dám đảm bảo Tiêu Chính Văn có trả thù liên minh võ thuật vì những ân oán trước đây của anh và ông Lư hay không. Ai có thể tưởng tượng được không lâu trước đó vẫn còn là Tiêu Chính Văn Thiên Vương Thiên cấp 4 sao, choáng chốc đã có thể giết được người xuất sắc trong Thiên Vương Long cấp 5 sao. Qua trận đấu hôm nay, cái tên Tiêu Chính Văn sẽ được ghi vào trang sách lịch sử. Chỉ cần cường giả cảnh giới thiên thần không xuất hiện thì gần như Tiêu Chính Văn là vô địch trong thiên hạ. Bất kể là thân phận của Tiêu Chính Văn trong tầng lớp lãnh đạo hay địa vị trong võ tông đều đạt đến một độ cao trước nay chưa từng có nhờ trận chiến hôm nay. Ngoài võ thần tông, hầu như sau này các tông môn lớn đều chỉ có thể nhìn sắc mặt Tiêu Chính Văn mà làm việc. Chúng tôi kính chào Tiêu Thiên Vương. Chúng tôi kính chào Tiêu Thiên Vương. Ông Lư tiến đến trước một bước chắp tay với Tiêu Chính Văn, vô cùng cung kính nói. Chương 1770. Những người còn lại cũng nhân lúc này bái Tiêu Chính Văn một cái. Thiên Vương, đây không phải là cảnh giới. Cũng không phải là sức chiến đấu mà là cách gọi tôn trọng của võ tông với cường giả cảnh giới Thiên Vương có sức chiến đấu ở đỉnh cao. Thiên Vương cũ trước đó chỉ có hai người là Trương Đạo Linh và Võ Thí Thiên. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã giết Trương Đạo Linh, theo lý thì anh xứng đáng được nhận vinh dự đặc biệt này. Chúc mừng Tiêu Thiên Vương, sau này tên tuổi sẽ vang dội. Tôi đại diện cho Liên minh Võ Thuật chúc mừng Tiêu Thiên Vương. Nói xong ông Lư quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Cụ ta cố ý nói ra mấy chữ liên minh võ thuật vì sợ Tiêu Chính Văn cũng tính toán mối thủ với cụ ta luôn. Thấy ông Lư xuống quỳ, mọi người cũng lần lượt quỳ theo. Tiêu Chính Văn tôi chưa từng nghĩ sẽ truy cứu những ân oán trước đó, nhưng sau này nếu có bất kỳ ai dám mưu đồ làm loạn thì kết cục sẽ giống Trương Đạo Linh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
Đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ông Lư. Trong những người ở đây, ngoài ông Lư ra thì không có người thứ hai có thể xúi dục nhà họ Trương chống đối với anh. Đầu tiên là Trương Nguyệt Đông, sau đó lại là Trương Đạo Linh, mặc dù hai lần đều không có gì nguy hiểm, hơn nữa Tiêu Chính Văn còn lấy được trận pháp tam tuyệt của nhà họ Trương. Nhưng nếu chuyện tương tự như vậy xảy ra lần nữa, Tiêu Chính Văn sẽ mặc kệ mọi thứ mà đánh thẳng vào liên minh võ thuật để ông Lư phải trả cái giá đau đớn hơn. Cảm ơn Tiêu Thiên Vương không truy cứu ân oán, chúng tôi đến chết cũng không quên. Ông Lư cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Tiêu Chính Văn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, không dám ngẩng đầu lên, liên tục dập đầu mười mấy cái với Tiêu Chính Văn. Cho đến khi tiếng bước chân của Tiêu Chính Văn dần đi xa, ông Lư mới run rẩy ngẩng đầu lên, thầm nghiến răng nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt u ám. Ông Lư, xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể làm gì được cậu ta đâu. Lúc này Lâm Thiên Đức cũng bước ra khỏi đám người đến gần ông Lư, hai tay đỡ cụ ta đứng dậy. Từ đầu đến cuối, Lâm Thiên Đức không dám lộ diện, sợ sẽ bị Tiêu Chính Văn phát hiện. Thế nên đến khi Tiêu Chính Văn đi xa, cụ ta mới chen ra khỏi đám người. Chương 1771. Hừ, bảo người của ông thu dọn thi thể Trương Đạo Linh đưa về Thiên Sơn. Mặt mày ông Lư tái nhợt nói. Vâng, Lâm Thiên Đức đáp, sau đó dặn dò đệ tử bên cạnh mình thu dọn thi thể của Trương Đạo Linh. Vừa về đến biệt thự, đại trưởng lão vừa dậm chân vừa lao đến chỗ Tiêu Chính Văn nói, hai, vua Bắc Lương, cậu hành động cảm tính quá. Trương Đạo Linh có chết hay không cũng chẳng sao. Nhưng cậu nên biết quan hệ của thiên tử và năm đại danh sơn sẽ bị rạn nứt bị chuyện hôm nay. Đại trưởng lão, tôi hiểu ý của ông nhưng ông có từng nghĩ năm đại danh sơn trước giờ luôn ở ẩn, thậm chí lúc Hoa Quốc gặp nguy hiểm cũng đứng ngoài nhìn. Ở xa thì không nói làm gì, lúc đại quân năm nước bao vây tấn công Long Kinh, dù năm đại danh sơn cử ra một vị thiên vương cũng đã có thể cứu người dân khỏi khó khăn, cứu nước khỏi nguy hiểm trong tích tắc, nhưng họ làm được gì? Ngồi đó mà nhìn, nói đến đây, Tiêu Chính Văn khẽ híp mắt lạnh lùng nói, ngược lại, đám người họ lại chẳng hề nhường nhịn một bước khi tranh giành lợi ích và quyền lợi. Thấy quốc vận của Hoa Quốc sắp hưng thịnh, đầu tiên là Hoa Sơn bảo Đông Phương Ngạo Vũ xuống núi, mục đích là gì? Lẽ nào thật sự báo thù cho gia tộc Đông Phương? Tôi không tin, Tiêu Chính Văn lắc đầu nói. Những sự tồn tại giống năm đại danh Sơn. Nếu còn xem chuyện báo thù là một chuyện thì năm đại danh sơn họ có thể đã khôi phục lại sự tồn tại rồi. Sở dĩ Đông Phương Ngạo Vũ nói muốn giết Tiêu Chính Văn chỉ là vì muốn tranh giành số mệnh. Chỉ cần Đông Phương Ngạo Vũ có được sự bảo vệ của số mệnh thì Hoa Sơn cũng sẽ trở thành người được lợi nhất trong lần quốc vận hưng thịnh này của Hoa Quốc. 2. Sao chúng tôi có thể không biết những gì vua Bắc Lương nói chứ? Thiên tử lại càng biết rõ hơn. Thế nên thiên tử mới bày ra một tấm lưới lớn bắt hết đám người kia vào ngày hôm đó, chỉ cần vua Bắc Lương chậm một chút thì chắc chắn họ sẽ chôn cùng với vua Bắc Lương. Nói đến đây đại trưởng lão vuốt râu nhíu mày nói, tôi cũng hiểu ý của vua Bắc Lương, nhưng vấn đề là bây giờ bên Âu Lục hoạt động thường xuyên, học viện mà họ định thành lập đã chuẩn bị gần xong rồi. Bên phía Hoa Quốc chúng ta không dễ gì chống đối với tổ chức như vậy, tông môn bình thường không phải là đối thủ của họ. Võ Thần Tông sẽ không góp sức vì thiên tử, người có thể đối đầu với họ chỉ có năm đại danh Sơn thôi. Nhất là nhà họ Trương ở Thiên Sơn có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu nhà họ Trương trả thù ngay lúc này thì sẽ gây ra áp lực chưa từng có với Hoa Quốc. Nói rồi đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại. Thế nên chuyện này càng không chỉ mong đợi vào họ, nếu không sẽ bị năm đại danh Sơn lợi dụng điểm yếu, ép buộc đất nước cho chúng nhiều lợi ích hơn. Quốc vận Hoa Quốc hưng thịnh là cơ hội hiếm có, người dân đã cực khổ gần 100 năm rồi. Chương 1772. Chúng ta không nên chiếm giữ lợi ích của người dân chỉ vì muốn tự bảo vệ mình. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói. Nói đến đây, đại trưởng lão cắn răng nói, mà thôi, chuyện đã đến nước này có nói nhiều cũng vô dụng. Nếu nhà họ Trương dám làm khó cậu thật thì Võ Tông cũng không đồng ý, thiên tử cũng sẽ can thiệp vào. Chỉ là trong thời gian ngắn đừng nên chọc vào nhà họ Trương. Như đã nói quá tam ba bận, phải tránh đấy vua Bắc Lương. Đại trưởng lão kéo tay Tiêu Chính Văn vỗ mấy cái, chân thành nhìn anh nói. Được rồi, mọi chuyện cứ theo đại trưởng lão. Vừa lúc khoảng thời gian này tôi có thể ở nhà với vợ và con, không muốn nghĩ đến nhiều chuyện ngoài kia đến thế.
Tiêu Chính Văn khẽ cười đáp. Nghe anh nói thế, đại trưởng lão cũng đã yên tâm, sau đó dặn dò Tần Vũ mấy câu rồi chào tạm biệt Tiêu Chính Văn. Sau khi tiễn đại trưởng lão, Tần Vũ mới thở phào nói, cậu Tiêu, e là bắt đầu hôm nay, cậu sẽ bận lắm đấy, chưa chắc đã có thời gian ở cạnh cô Khương. Anh có gì ý? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Tần Vũ. Hừ, những người đến gặp cậu sẽ bắt đầu nịnh hót đấy. Dứt lời, Tần Vũ và Tiêu Chính Văn nhìn nhau cười. Các ông lớn trong giới kinh doanh đã quỳ ở trước cửa cả nửa ngày trời. Đến khi Tần Vũ rời đi, Độ Thiên Chân Nhân mới truyền đạt lời của Tiêu Chính Văn lại, mọi người có thể đi rồi. Chủ thượng nhà tôi có lời muốn nói với các vị, là người làm ăn kinh doanh thì nên dồn hết tâm tư vào việc kinh doanh chứ không phải hùa theo nịnh bợ. Dứt lời, Độ Thiên Chân Nhân phất tay áo đi vào biệt thự. Mãi đến lúc này các ông lớn trong giới kinh doanh mới thở phào. Họ đâu còn nhớ Độ Thiên Chân Nhân đã nói những gì, dù sao nhặt được mạng sống về đã là thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay của họ rồi. Nhìn bóng lưng rời đi của đám người này, Khương Vi Nhan xoay người nói với Tiêu Chính Văn, hôm nay nguy hiểm thật đấy, lúc nãy em toát mồ hôi thay anh luôn. Người nhà họ Trương sẽ không đến gây phiền phức cho chúng ta nữa chứ. Lúc nãy khi Tiêu Chính Văn đánh nhau với Trương Đạo Linh, Khương Vi Nhan đứng nhìn qua cửa sổ trên tầng 2. Khương Vi Nhan tận mắt nhìn thấy hết từng cảnh tượng đó. Đồng thời cũng tạo ra nhận thức mới cho cô. Hóa ra võ thuật có thể điều khiển cả bầu trời. Chương 1773. Ngay cả hiện tượng thời tiết cũng sẽ thay đổi bởi võ thuật. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, nhà họ Trương ra sao thì anh không biết, cũng không muốn biết. Người ta thường nói binh đến tướng chặn, nếu đã gây hận thù rồi thì không thể sợ, càng sợ đối thủ càng ra sức ép người. Nhà họ Trương ra sao là chuyện của họ, mấy ngày nay em thấy thế nào rồi? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa kéo tay Khương Vi Nhan đến, ngồi bên giường với cô. Bình thường vừa mới sinh em bé thì sức khỏe của Khương Vi Nhan hẳn nên rất yếu mới đúng, nhưng từ khi bé con chào đời, Khương Vi Nhan lại hồi phục sức khỏe với tốc độ kinh người. Chỉ trong hơn một ngày ngắn ngủi, Khương Vi Nhan đã khôi phục lại thực lực cảnh giới chiến thần địa cấp 3 sao. Em thấy, hình như khỏe hơn lúc mang thai nhiều, tinh thần cũng tốt hơn không ít, ngay cả bản thân em cũng rất khó hiểu. Bình thường vừa sinh xong thì phải nghỉ ngơi một tháng, nhưng lần này, suy cho cùng Khương Vi Nhan cũng không phải sinh lần đầu, thế nên vẫn có kinh nghiệm. Nhưng ngay cả cô cũng không giải thích rõ được rốt cuộc cơ thể mình thế nào. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần sức khỏe Khương Vi Nhan hồi phục như ban đầu thì đều là chuyện tốt. Hồi phục nhanh có thể liên quan đến cảnh giới của em, nhưng bắt đầu từ bây giờ anh vẫn muốn dạy em cái khác. Tiêu Chính Văn khẽ nhéo chóp mũi Khương Vi Nhan. Dạy em cái khác ư? Khương Vi Nhan hơi khó hiểu nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, phải. Nói rồi Tiêu Chính Văn lấy một khăn tắm ra rồi liên tục vò trong lòng bàn tay, một lúc sau mới đưa tay xoa nhẹ lên lông tơ của Khương Vi Nhan. Em cảm nhận được không? Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Khương Vi Nhan không khỏi bật cười nói, tất nhiên là cảm nhận được rồi, đây chẳng phải là lực từ mà chúng ta từng được học ở trường lúc còn nhỏ đó sao? Nếu cọ sát với áo len thì sẽ có cảm giác mạnh hơn. Đúng rồi, Tiêu Chính Văn gật đầu nói, nhưng em có biết lực từ này có từ đâu không? Vấn đề này bỗng chốc làm khó Khương Vi Nhan, mặc dù mọi người đều biết rõ nguyên lý nhưng khi hời đến nguồn gốc của từ này thì ít ai biết. Nếu nói là thế giới bên ngoài thì tại sao bình thường không cảm nhận được? Nếu ở bên trong, vậy tại sao phải mượn sự trợ giúp của khăn tắm? Chương 1774. Khương Vi Nhan suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu nói, chồng ơi, em chưa từng nghĩ đến vấn đề này của anh. Từ trường, Tiêu Chính Văn dửng dưng nói, trong cơ thể mỗi người đều có một loại từ trường liên kết với thế giới bên ngoài hoặc vũ trụ, thế nên máu trong người chúng ta mới có thể lưu thông. Chúng ta mới có thể thuận lợi hô hấp. Nhưng người bình thường không có cảm giác gì với từ trường này, càng không thể khống chế sự mạnh yếu của từ trường có điều, cường giả thì lại khác, có thể nói từ lúc đầu võ thuật Hoa Quốc đã có mối liên kết chặt chẽ với từ trường. Sau đó Tiêu Chính Văn giải thích lại những gì anh lĩnh hội được trong khoảng thời gian này. Ban đầu, Khương Vi Nhan nghe mà chẳng hiểu gì. Nhưng càng nghe Khương Vi Nhan càng mở to mắt. Mặc dù cô vẫn không hiểu lắm. Nhưng ít nhất đã có thể hiểu được một chút.
Nhất là khi Tiêu Chính Văn giơ cánh tay rồi khẽ vung lên, một luồng sáng màu trắng lóe lên, đồng thời trong không trung bỗng xuất hiện một tia sấm chớp càng khiến Khương Vi Nhan cực kỳ kinh ngạc. Đây là từ trường anh tự tạo ra sao? Khương Vi Nhan ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn nói. Phải, chỉ là mới bắt đầu thôi, khả năng khống chế từ trường của em không mạnh, không thể đạt đến hiệu quả này. Ngoài ra, còn cần đến trận pháp để mở rộng năng lượng từ trường mới có hiệu quả được như thế này. Tiêu Chính Văn giảng giải lại nội dung quan trọng của Tam Tuyệt Trận cho Khương Vi Nhan. Sau khi nghe Tiêu Chính Văn giải thích cụ thể, Khương Vi Nhan cũng đã hiểu rõ hơn một chút. Khả năng hiểu được trận pháp của Khương Vi Nhan cực kỳ mạnh. Đến mức Tiêu Chính Văn chỉ giảng giải một lần thì Khương Vi Nhan đã có thể nắm chắc phần tinh túy nhất trong đó. Thế cũng có thể nói trận pháp là sự liên kết giữa ý nghĩ và từ trường, chỉ cần đạt đến mức độ liên kết lẫn nhau thì có thể tùy ý khống chế từ trường của, đang nói thì ngón tay Khương Vi Nhan khẽ run, một luồng sức mạnh vô hình phát ra từ ngón tay cô, sau đó một tiếng ầm vang lên, bàn gỗ cách đó vài mét bị vỡ tan tành. Mặc dù uy lực ở mức độ này không đáng kể với cường giả cảnh giới chiến thần, nhưng ít ra cũng xem như là sự tiến bộ của Khương Vi Nhan. Dù sao cũng là lần đầu tiên dùng trận pháp, có thể làm được giống Khương Vi Nhan đã không dễ rồi. Chương 1775. Chồng ơi, là vậy sao? Khương Vi Nhan hơi căng thẳng nhìn Tiêu Chính Văn. Đúng rồi, chỉ là em chưa quen cảm giác này, vừa bắt đầu đã có thể làm được như em đã không dễ rồi. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Thật ra ban đầu khi Tiêu Chính Văn có trong tay trái tim rồng Kim Long thì cũng có thể khai triển vài trận pháp tương tự ảo ảnh. Nhưng mấy trận pháp đó chỉ là trận pháp cấp thấp nhất trong tất cả các trận pháp, chẳng có lực sát thương gì với cao thủ. Được Tiêu Chính Văn khen, Khương Vi Nhan lập tức tràn đầy tự tin. Nhưng vì còn phải chăm sóc con nhỏ, Khương Vi Nhan chỉ luyện một lát rồi vội vàng chạy đến phòng trẻ em cho con uống sữa. Chủ thượng, bên ngoài có người tên là Duẫn Chí Thành muốn gặp cậu, nói là Bắc Minh Tông gì đó, không biết cậu có muốn gặp không? Khương Vi Nhan vừa đi, Độ Thiên Chân Nhân đẩy cửa bước vào. Người đó có nói là chuyện gì không? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Không nói, nhưng nhìn dáng vẻ chắc là cố ý đến gặp cậu, có lẽ là tin cậu đánh bại Trương Đạo Linh đã truyền ra ngoài, thế nên cố ý đến tỏ lòng thành. Độ Thiên Chân Nhân cười gượng nói. Thôi vậy. Bảo ông ta đi đi, cứ nói tôi không có thời gian gặp ông ta. Dứt lời, Tiêu Chính Văn bất lực xua tay. Tiêu Chính Văn chẳng có hứng thú với mấy kiểu gặp mặt này. Vâng, nói xong, Độ Thiên Chân Nhân xoay người rời khỏi phòng. Không lâu sau, Độ Thiên Chân Nhân quay lại, đến gần Tiêu Chính Văn nói, chủ thượng, cậu ta nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Chuyện gì? Tiêu Chính Văn quay đầu lại hỏi. Liên quan đến nhà họ Trương ở Thiên Sơn, nhưng tôi hỏi cậu ta cụ thể là chuyện gì, cậu ta lại không chịu nói. Độ Thiên Chân Nhân nhỏ giọng nói. Cho anh ta vào đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn chỉ về hướng phòng sách. Chương 1776. Độ Thiên Chân Nhân ngầm hiểu trong lòng. Chẳng bao lâu sau đã dẫn một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi bước vào phòng đọc sách của Tiêu Chính Văn. Thiên Vương Tiêu. Tôi là Doãn Chí Thành của Bắc Minh Tông. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa kính cẩn hành lễ với Tiêu Chính Văn. Không cần khách khí, tôi nghe Độ Thiên nói ông Doãn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với tôi. Tiêu Chính Văn nhìn Doãn Chí Thành, nói. Doãn Chí Thành do dự trong chốc lát rồi nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tôi nghe nói ban nãy cậu đã tự tay giết chết Trương Đạo Linh. Không sai, ông có gì chỉ bảo sao? Tiêu Chính Văn gấp cuốn sách trong tay lại. Nhìn Doãn Chí Thành. Trương Đạo Linh thì không có gì to tát, chỉ là đắc tội với nhà họ Trương, bọn họ chắc chắn sẽ nổi giận. Tôi nghĩ hẳn là cậu Tiêu không biết Trương Đạo Linh vẫn còn một người bạn bí ẩn khác, mà thực lực của người này chắc chắn còn cao hơn Trương Đạo Linh. Hơn nữa, nhà họ Trương nổi giận, người này nhất định sẽ tới gây sự với cậu Tiêu. Mặc dù cậu Tiêu thắng Trương Đạo Linh thế nhưng người này thì còn khó nhằn hơn Trương Đạo Linh rất nhiều. Doãn Chí Thành điềm nhiên nói. Ai, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày hỏi. Anh không muốn bản thân vừa ra khỏi hang cọp lại rơi vào ao rồng, Tiêu Chính Văn làm gì có nhiều thời gian như thế, ngày nào cũng đi đối phó với đám người này. Minh chủ của Liên minh Võ Thuật, Đoàn Hải Long, Doãn Chí Thành trầm giọng đáp lời.
Minh chủ của Liên minh Võ Thuật, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Liên minh Võ Thuật là một tổ chức dân gian gần như giống với Võ Tông. Minh chủ của Liên minh Võ Thuật là nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Từ trước tới nay, có chưa tới 10 người từng được gặp người gọi là minh chủ đoàn này. Vậy nên rốt cuộc đoàn Hải Long có thực lực ra sao, gần như không ai hay biết. Chương 1777. Thậm chí có người còn cho rằng đoàn Hải Long đã đạt tới cảnh giới thiên thần từ lâu, vậy nên mới rất ít can dự vào mọi việc trong thế tục. Ý của ông là đoàn Hải Long sẽ đích thân tới tìm tôi. Tiêu Chính Văn bán tín bán nghi nói. Người khác đều có khả năng đích thân tìm tới cửa, duy chỉ có đoàn Hải Long, thân phận và địa vị của cụ ta căn bản không cho phép cụ ta triệu tập nhiều nhân vật lớn như vậy để đánh vào biệt thự nhà họ Tiêu. Dù cho Tiêu Chính Văn thân là vua Bắc Lương, thế nhưng cũng chỉ có một thân một mình, đối phó với một người mà thậm chí còn phải huy động lực lượng của cả Liên minh Võ Thuật, thanh danh của đoàn Hải Long và Liên minh Võ Thuật đều sẽ giảm sút nhanh chóng. Đương nhiên là không, thế nhưng minh chủ đoàn này nhất định sẽ không để yên cho cậu Tiêu, lần này tôi đến đây là muốn nhắc nhở cậu Tiêu, đoàn Hải Long đã học một loại trận pháp tên là Tinh Thiên Trận, có thể khiến cho người ở trong trận pháp mất đi năng lực phản kháng chỉ trong nháy mắt. Lỡ như sau này có một ngày như vậy, muốn giao đấu chính diện với đoàn Hải Long thì Thiên Vương Tiêu nhất định phải đề phòng chiêu thức này của ông ta. Doãn Chí Thành nghiêm túc nói. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn Doãn Chí Thành, hồi lâu sau mới đứng dậy nói, môn chủ Doãn, chúng ta gần như không hề quen biết, tại sao ông lại nói với tôi những chuyện này? Chúng ta quả thực không hề quen biết, thế nhưng môn chủ nhiệm kỳ trước của Bắc Minh Tông chúng tôi đã chết trong tay của Trương Đạo Linh. Giết ông ta chính là báo thù cho môn chủ của chúng tôi. Tôi chỉ âm thầm tới đây gặp mặt Tiêu Thiên Vương, hy vọng chuyện này chỉ có tôi và cậu biết mà thôi, từ giờ cậu và tôi không còn bất cứ dính líu gì nữa. Nói xong, Doãn Chí Thành lại cúi người hành lễ với Tiêu Chính Văn, sau đó quay người sải bước đi ra khỏi cửa. Tiêu Chính Văn nhìn theo bóng lưng của Doãn Chí Thành, trong lòng thầm đoán định những lời mà ông ta vừa mới nói là thật hay giả. Chủ thượng, người đó đi rồi à? Độ Thiên Chân Nhân nhìn theo cho tới khi Doãn Chí Thành đi khuất hẳn thì mới quay trở lại thư phòng hỏi. Ừ, thế nhưng ông ta nói đoàn Hải Long có một loại trận pháp bí mật gọi là Thiên Tinh Trận gì đó, có thể khiến cho người ta mất đi năng lực phản kháng, là thật sao? Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Độ Thiên Chân Nhân, nói. Đoàn Hải Long, nghe thấy cái tên này, trên mặt Độ Thiên Chân Nhân cũng lộ ra vẻ kiêng nể. Chương 1778. Chủ thượng. Người này vô cùng thần bí, nghe nói vào 70 năm trước, sau khi sáng lập ra Liên minh Võ Thuật thì rất ít lần lộ diện ngoài đời, là một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa, người này gần như rất hiếm khi ra tay. Chỉ có 3 lần ra tay, đều giết chết đối phương trong nháy mắt. Thực lực thật sự không dễ đoán, còn về bí thuật của ông ta thì người biết tới lại càng ít hơn. Chỉ có điều 3 người mà năm xưa ông ta tự tay giết chết. Người nào cũng là thiên vương tiếng tăm lừng lẫy. Thiên vương mà Độ Thiên Chân Nhân đang nói tới đương nhiên không phải cảnh giới mà là giống như Tiêu Chính Văn bây giờ và mấy người Trương Đạo Linh, Võ Thí Thiên lúc trước, có thể kết hợp võ đạo và trận pháp lại với nhau, là nhân vật có uy lực của một thiên vương thực thụ. 3 người đều bị giết chết trong nháy mắt, chuyện này là đủ để nói rõ vấn đề rồi. 1-2 người thôi thì có thể còn có phần của may mắn. Thế nhưng 3 người bị giết trong nháy mắt, đó chính là sự áp chế của thực lực. Ồ, Tiêu Chính Văn híp mắt lại nhìn Độ Thiên Chân Nhân. Nếu như có tiền bối Tiêu Long ở đây, có thể đã từng nghe nói tới 3 người này, một người tên là Đỗ Tử Sơn, một người tên là Trần Vọng Hải, còn một người nữa vào 7 năm trước gần như là nhân vật đứng trên đỉnh cao của Hoa Quốc, Giang Hán Sinh. 3 người này đều vì đắc tội với trưởng lão Liên minh Võ Thuật khi đó, sau đấy bị Liên minh Võ Thuật truy sát. Còn giết ngược lại không ít kẻ bạo ngược trong Liên minh Võ Thuật, thế nhưng sau này Giang Hán Sinh giết phó minh chủ của Liên minh Võ Thuật mới gây nên họa lớn. Chỉ trong 3 ngày, xác của 3 người bọn họ đã bị treo trên cột cờ bên ngoài trụ sở chính của Liên minh Võ Thuật, đầu người đều bị dội thủy ngân, tạo thành xác ướp, tới ngày nay vẫn còn đang treo trên cao bên ngoài cửa trụ sở chính của Liên minh Võ Thuật. Vậy nên người khác có thể còn đắc tội được, nhưng người này thì không dễ đối phó đâu. Dù có là Võ Thí Thiên thì cũng không muốn kết thù với cụ ta, đây cũng là lý do tại sao bao nhiêu năm như vậy mà Võ Thần Tông vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng với Liên minh Võ Thuật. Nghe Độ Thiên Chân Nhân nói xong,
Tiêu Chính Văn gật đầu lia lịa. Từ đó xem ra Đoàn Hải Long thật sự là một kẻ địch mạnh. Cũng có thể nói, đây là một người mà ngay cả Võ Thí Thiên cũng không nắm chắc tuyệt đối phần thắng. Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Độ Thiên Chân Nhân khẽ gật đầu. Ít nhất năm đó là như vậy. Thế nhưng khoảng thời gian 7 năm, rốt cuộc Võ Thí Thiên đã tiến bộ lên bao nhiêu thì không một ai biết rõ cả. Tuy nhiên đồng thời, Đoàn Hải Long cũng biến mất mấy chục năm, rất ít khi lộ diện, thực lực hiện tại của cụ ta càng khó đoán định hơn. Chương 1779. Được, tôi biết rồi, ông xuống dưới đi, cái này cho ông, lúc nào có thời gian thì nghiền ngẫm cẩn thận. Tiêu Chính Văn nói xong thì thuận tay đưa bản ghi chép kỹ càng về Thiên Tuyệt Trận cho Độ Thiên Chân Nhân. Không chỉ có Độ Thiên Chân Nhân, Tiêu Chính Văn còn cho mấy người Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt mỗi người một bản. Cảnh giới tăng lên chỉ là một phương diện. Hiện giờ, thứ điện thần Long cần là mau chóng bổ sung cho đủ sự thiếu sót trên phương diện trận pháp của bọn họ. Chỉ có như vậy thì mới có thể nhanh chóng đưa thực lực tổng thể cùng tăng lên cao. Cảm ơn chủ thượng. Sau khi Độ Thiên Chân Nhân nói cảm ơn thì quay người rời đi. Lúc này, bên trong phòng khách nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Ông lão lông mày trắng nhìn cái xác của Trương Đạo Linh, trong mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm. Dặn dò xuống dưới, tôi muốn đích thân tới chào hỏi vua Bắc Lương. Giọng nói của ông lão lạnh như băng, sát khí toát ra bên ngoài, hai cặp lông mày trắng dài tự đung đưa dù không có gió, nền gạch dưới chân nứt toát ra. Cụ tổ! Không được đâu, ông có thân phận gì cơ chứ, thằng danh Tiêu Chính Văn đó là cái thá gì. Hơn nữa, cường giả ở cảnh giới thiên thần không được can dự vào thế tục, lúc lão gia chủ còn sống đã đích thân ký tên lên rồi. Quản gia đứng bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ. Hừ, tôi báo thù cho người nhà mà còn cần chịu sự quản thúc của bọn họ sao? Nhà họ Trương của tôi không sợ bất cứ kẻ nào hết. Ông lão lạnh lùng nói với vẻ bực bội. Cụ tổ, ông quên rồi. Thực lực của Đoàn Hải Long gần với cảnh giới thiên thần nhất, có ông ta đi giết Tiêu Chính Văn, dù có là 10 Tiêu Chính Văn thì cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Quản gia thấp giọng khuyên nhủ. Đoàn Hải Long, ông lão mày trắng nhìn quản gia hồi lâu, miễn cưỡng gật đầu nói, mặc dù nói như thế, nhưng ai mà biết được ông ta đang ở đâu. Nếu như cụ tổ cho phép, tôi sẽ đích thân tới gặp ông ta. Quản gia tiến lên trước một bước, cung kính nói. Cũng được. Ông nói với ông ta tôi chỉ cần đầu của Tiêu Chính Văn, những cái khác đều sẽ không hỏi tới. Nếu như ông ta đưa được đầu của Tiêu Chính Văn về nhà họ Trương thì tôi có thể tiến cử ông ta vào Thiên Sơn. Ông lão mày trắng lạnh lùng nói. Rõ, quản gia cúi người thật sâu với ông lão rồi bước nhanh ra khỏi phòng khách. Chương 1780. Muốn tìm Đoàn Hải Long không phải là chuyện đơn giản. Dù là quản gia nhà họ Trương cũng phải dùng đến tận mấy mối quan hệ mới có thể nghe ngóng được một chút tin tức liên quan đến cụ ta. Tìm liên tục khắp các nơi, cuối cùng mới tìm được Đoàn Hải Long ở đỉnh Vọng Nguyệt. Lúc này mặc dù Đoàn Hải Long đã gần 100 tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn như một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Đầu tóc vẫn đen nhánh, dài đến thắt lưng, mặc bộ đồ luyện công màu trắng không nhiễm bụi trần. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Đoàn Hải Long chậm rãi mở mắt ra, lớn giọng nói, người đến là Trương Thiên Phong à. Quả nhiên ông Đoàn vẫn thính tai như trước, đã nhiều năm rồi mà vẫn có thể nhớ được tiếng bước chân của tôi. Quản gia nhà họ Trương Thiên Phong đứng ở đằng xa chắp tay nói với Đoàn Hải Long. Ông Trương là người bận rộn, sao lại có thời gian rảnh rỗi nhàn nhã đến biệt thự trên núi này thế? Đoàn Hải Long vẫn ngồi thẳng lưng nhưng không đứng dậy. Ông Đoàn! Tôi đến đây vì có chuyện muốn làm phiền ông. Trương Thiên Phong chắp một tay sau lưng nói với Đoàn Hải Long. Ồ, chuyện gì? Đoàn Hải Long nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Có thể nói nhà họ Trương là sự tồn tại hô mưa gọi gió ở Hoa Quốc, ngay cả thiên tử cũng phải nể mặt nhà họ Trương, cần gì phải nhờ đến Đoàn Hải Long giúp đỡ chứ? Ông Đoàn, một ngày trước Trương Đạo Linh đã chết thảm trong tay Tiêu Chính Văn. Mặc dù nhà họ Trương tôi không sợ một thanh niên như cậu ta nhưng chắc hẳn anh Trương biết lệnh cấm của cảnh giới thiên thần, thế nên có một số chuyện mấy người lớn nhà họ Trương không tiện ra mặt. Trương Thiên Phong nói lại ngắn gọn tại sao Trương Đạo Linh bị giết. Đoàn Hải Long nghe xong cũng nở nụ cười khinh bỉ. Tiêu Chính Văn là ai, Đoàn Hải Long không hề biết. Nhiều năm nay,
cụ ta vẫn đều vất vả tu luyện ở đỉnh núi Vọng Nguyệt nhưng vẫn không thể lĩnh hội được thiên cơ, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới thiên thần nhưng lúc này lại thấy khó như lên trời. Thế nên Đoàn Hải Long đã ra lệnh cho cấp dưới của Liên minh Võ Thuật nếu không có việc gì bất đắc dĩ thì không được làm phiền đến cụ ta. Đến cảnh giới này của cụ ta thì đã không còn quan tâm đến mọi thứ trong đời sống nữa. Chỉ cần qua được một bước đó, không chỉ có tuổi thọ được kéo dài, mà còn khiến cụ ta nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Một thanh niên mà có thể giết được Trương Đạo Linh sao? Anh Trương là một trong hai thiên vương mà, trong đó sẽ không dở trò gì chứ. Chương 1781. Đoàn Hải Long vừa nói vừa đứng lên quay đầu lại nhìn Trương Thiên Phong. Thật 100%, lúc đó có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, hơn nữa có một trưởng lão họ Lư trong Liên minh Võ Thuật cũng đến xem. Trương Thiên Phong nghiêm mặt nói. Ồ, Lư Kính Hải cũng có mặt ở đó à? Đoàn Hải Long khẽ gật đầu, sau đó nói, mặc dù tôi có quan hệ thân thiết với anh Trương, nhưng tôi đã ở ẩn nhiều năm ở đây, chưa từng giác ngộ. Năm đó khi lên đến đỉnh núi Vọng Nguyệt này, tôi từng thề nếu không đạt đến cảnh giới thiên thần thì tuyệt đối không rời khỏi đây, hãy tha, Đoàn Hải Long còn chưa nói hết câu, Trương Thiên Phong tiến đến trước nói với Đoàn Hải Long, ông Đoàn, chẳng phải ông luôn muốn vào Thiên Sơn sao? Nếu chuyện này thành công, đem đầu Tiêu Chính Văn về cho nhà họ Trương thì cụ tổ sẽ giới thiệu ông vào đó. Vừa dứt lời, Đoàn Hải Long hơi dao động. Thiên Sơn mới là nơi mạnh nhất trong năm đại danh Sơn. Hơn nữa trong Thiên Sơn có mấy vị cường giả cảnh giới thiên thần canh giữ, có cường giả cảnh giới thiên thần chỉ dẫn, mình muốn đột phá thì chỉ cần bỏ một nửa công sức ra thôi. Nếu chỉ nói về quan hệ thân thiết thì tất nhiên Đoàn Hải Long sẽ không ra mặt vì nhà họ Trương. Trong mắt những người sống hơn 100 tuổi như cụ ta, mối quan hệ giữa người và người chỉ là gió thoảng mây bay. Nhưng đối phương đưa ra lợi ích thực tế thì lại khác. Ông Trương có nói vậy thật sao? Ánh mắt Đoàn Hải Long lóe lên tia sáng nhìn chằm chằm vào mắt Trương Thiên Phong nói. Thiên Sơn thu nhận đệ tử đều có quy định rất nghiêm ngặt, quá 7 tuổi thì không thể gia nhập Sơn Môn nữa. Nói cách khác, tất cả đệ tử có thể vào Thiên Sơn đều được huấn luyện từ nhỏ. Với tuổi tác của Đoàn Hải Long, dù có quỳ gối trước đại điện Thiên Sơn cũng đừng mơ có thể được như nguyện vọng. Tất nhiên, chắc ông Đoàn cũng biết mối quan hệ của nhà họ Trương và Thiên Sơn. Cụ tổ chỉ cần nói một câu, Thiên Sơn chắc chắn sẽ nể mặt nhà họ Trương. Ông Đoàn, chuyện dễ dàng không cần tốn sức cũng có thể được như nguyện thế, ông xem, Trương Thiên Phong mỉm cười hỏi. Được, Đoàn Hải Long híp mắt nói, lấy mạng nhỏ của Tiêu Chính Văn đổi lấy một tấm vé cho tôi vào Thiên Sơn cũng đáng. Ông về chuyển lời lại với ông Trương, dù Đoàn Hải Long tôi nể tình mối quan hệ thân thiết với Trương Đạo Linh cũng phải trả thù. Chương 1782. Trương Thiên Phong lạnh lùng nhìn Đoàn Hải Long, nếu không lấy cơ hội vào sơn môn của Thiên Sơn ra thì còn lâu Đoàn Hải Long mới đồng ý. Nhưng lão chỉ nghĩ vậy thôi chứ không thể để lộ bất kỳ biểu cảm nào ngoài mặt. Thế nên Trương Thiên Phong khẽ cười chắp tay với Đoàn Hải Long nói, ông Đoàn, vậy tôi cảm ơn ông thay nhà họ Trương trước. Nói xong, lão xoay người rời đi. Đã đến tình hình này rồi, cho dù nói hay làm gì cũng phải ngắn gọn, nhanh lẹ. Nhìn bóng lưng Trương Thiên Phong, Đoàn Hải Long cũng thầm tính toán nước đi của mình. Nếu thật như Trương Thiên Phong nói thì vẫn không thể xem thường Tiêu Chính Văn. Đoàn Hải Long biết rõ thực lực của Trương Đạo Linh. Người trên thế giới này có thể đấu với cụ ta ít đến đáng thương, huống gì tự tay giết chết cụ ta. Nghĩ đến đây Đoàn Hải Long sải bước xuống núi. Không đến nửa ngày, Đoàn Hải Long đã xuất hiện trước cổng trụ sở chính của Liên minh Võ Thuật. Đoàn Hải Long bỗng quay về, mấy trưởng lão Liên minh Võ Thuật vội vàng chạy ra cổng đón. Nhất là ông Lư, vừa thấy đã quỳ xuống trước mặt Đoàn Hải Long. Minh chủ, cuối cùng ông cũng về rồi, tôi bị người ta bắt nạt đến thảm thương. Ông Lư vừa khóc thất thanh vừa kể lại chuyện Tiêu Chính Văn đánh cụ ta thế nào, bảo cụ ta quỳ xuống dập đầu ra sao. Tiêu Chính Văn, Đoàn Hải Long vừa bước vào sảnh lớn vừa quay đầu lại nói với ông Lư, Lư Kính Hải. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn này là ai? Tôi nghe nói cậu ta tự tay giết Trương Đạo Linh à? Đúng thế, ông Lư gật đầu nói, tên này tự tay giết ông Trương, hơn nữa người này rất ngang ngược, ngay cả trưởng lão Võ Tông đến xin, cậu ta cũng không nể mặt. Sau đó ông Lư lại kể chi tiết sự việc ngày hôm đó.
Nghe đến một nửa, Đoàn Hải Long bỗng cắt ngang, ông nói gì? Tiêu Chính Văn chỉ cần giơ tay lên là có thể phá được tam tuyệt trận của nhà họ Trương hả? Lượng tin tức này quá lớn khiến Đoàn Hải Long phải nhìn Tiêu Chính Văn bằng con mắt khác. Chương 1783. Đúng vậy, chỉ một cái nhấc tay thôi, cũng không biết thế nào mà tam tuyệt trận của ông Trương bỗng chốc biến mất. Hơn nữa tên họ Tiêu này còn luôn miệng nói người nhà họ Trương đều hiểu sai về trận pháp của mình. Có lẽ là họ Tiêu đó đang nói khoác, dù sao truyền thừa mấy nghìn năm sao có thể sai sót được. Ông Lư vừa giải thích vừa đưa tách trà cho Đoàn Hải Long. Đoàn Hải Long nhìn chằm chằm tách trà, lòng thầm tính toán phần thắng giữa mình và Tiêu Chính Văn. Suy đi nghĩ lại, Đoàn Hải Long vẫn thấy cách ổn thỏa, thích hợp nhất bây giờ là giết Tiêu Chính Văn. Trương Đạo Linh vì khinh địch nên chết cũng không rõ sao mình chết, cụ ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Trương Đạo Linh. Ừ, bất kể lời này đúng hay sai đều không được sơ suất khinh địch. Lư Kính Hải, ông đi thông báo cho trưởng lão Võ Tông là Đoàn Hải Long tôi đã xuất quan, chân thành mời các tông môn trong võ thuật tổ chức một đại hội võ thuật vào 3 ngày sau. Địa điểm là ở núi Thương Lĩnh, đàn tế lễ Võ Tông. Đoàn Hải Long híp mắt nói. Vâng. Minh chủ, ý ông là, ông Lư thận trọng ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Hải Long. Hừ, nếu đã ở đàn tế rồi thì phải có người bị tế sống. Đồng thời cũng gửi một lá thư mời cho Tiêu Chính Văn. Đoàn Hải Long trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, gương mặt ông Lư cũng đã hiện lên vẻ vui mừng. Lần này Tiêu Chính Văn chắc chắn một đi không trở về rồi. Cho dù Tiêu Chính Văn có đến hay không đều phải rước họa vào thân. Tiêu Chính Văn nhận lời mời thì sẽ bị các tông môn gia nhập liên minh võ thuật bao vây tấn công. Dù có thiên thần giáng thế, Tiêu Chính Văn làm sao có thể là đối thủ của vô số tông môn được đây? Dù một người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết Tiêu Chính Văn. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn không đến thì rơi vào bẫy của liên minh võ thuật, bất kính với minh chủ liên minh võ thuật, Đoàn Hải Long có thể dẫn môn chủ của các tông môn đến hỏi tội Tiêu Chính Văn. Đến lúc đó dù có là thiên tử cũng không bảo vệ được Tiêu Chính Văn. Ông Lư vừa đi ra ngoài vừa ngâm nga giai điệu nào đó, vui vẻ quá chừng. Dù sao cũng là thời đại tin tức, liên minh võ thuật muốn gửi thiệp mời cũng chỉ động ngón tay là có thể gửi đi khắp nơi trên thế giới. Chương 1784. Chiều hôm đó, đại trưởng lão Võ Tông nhận được thiệp mời của Đoàn Hải Long. Thậm chí ông ta không cần mở ra cũng có thể đoán được Đoàn Hải Long định làm gì. Hỏng rồi, sao người này đột nhiên xuất quan vậy? Chẳng phải nói ở ẩn rồi sao? Làm sao đây? Đại trưởng lão siết chặt thư mời đi qua đi lại. Đại trưởng lão, chúng ta có thể dùng đến quyền uy của Võ Tông để hủy đại hội lần này không? Tam trưởng lão ở bên cạnh đứng dậy nói. Hủy ư, đại trưởng lão khổ sở lắc đầu. Ông nên biết tính Đoàn Hải Long như thế nào. Nếu chúng ta dám dùng quyền lực trong tay thì ông ta dám đứng về phía đối lập với thiên tử. Người này không phải Võ Thí Thiên cũng không phải là Trương Đạo Linh, liên minh võ thuật có thực lực rất mạnh, bản thân ông ta lại không thua kém gì Trương Đạo Linh. Thế nên người này bướng bỉnh không chịu nghe lời, làm gì cũng tùy hứng. Nếu trở mặt với ông ta, bất lợi cho chúng ta là chỉ chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến sự đoàn kết nội bộ của Hoa Quốc mới là chuyện lớn. Đại trưởng lão nhíu mày nói. Thế, ngộ nhớ Tiêu Chính Văn từ chối, chẳng phải, trở thành kẻ thù chung của mọi người sao? Tam trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi. Nước đi này của Đoàn Hải Long rất nham hiểm. Bất kể Tiêu Chính Văn có tự chui đầu vào lưới hay không đều khó thoát khỏi cái chết. Không được, tôi phải đi gặp Tiêu Chính Văn, quả thật không được, phải bảo cậu ấy đi Âu Lục, hoặc trốn vào Long Các. Tôi không tin Đoàn Hải Long dám đến Long Các tìm người. Dứt lời, đại trưởng lão vội nói với người ngoài cửa, người đâu, chuẩn bị máy bay trực thăng, tôi phải bay đến Giang Trung ngay. Tiễn đại trưởng lão đi, mấy vị trưởng lão khác cũng đồng loạt thở dài. Thật ra những gì Tiêu Chính Văn làm đều không sai. Nếu nói sai thì là nhà họ Trương và năm đại danh sơn, mấy chục năm nay được chiều đến mức hư luôn rồi. Trong mắt họ, pháp luật và kỷ cương không thể trói buộc họ, họ là hoàng đế đứng trên tất cả mọi người. Đáng tiếc họ lại gặp phải Tiêu Chính Văn, là chiến thần máu sắt chảy máu, bị thương vô số lần trên chiến trường để bảo vệ người dân Hoa Quốc được an toàn. Lúc này trước cửa biệt thự nhà họ Tiêu ở Giang Trung.
Độ Thiên chân nhân cầm thư mời Liên Minh Võ Thuật gửi đến, trên mặt hiện lên vẻ sầu muộn. Chương 1785. Cụ ta biết rõ sự lợi hại của Liên Minh Võ Thuật, càng biết rõ tính hiểm ác và xảo quyệt của Đoàn Hải Long. Dù Tiêu Chính Văn có nhận thư mời này hay không thì cũng sẽ mang đến tai họa cho Tiêu Chính Văn. Sư phụ, chúng ta cũng nhận được thư mời của Liên Minh Võ Thuật, có phải cũng muốn đến cùng với anh Tiêu không? Một đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng đang cầm một tấm thư mời trong tay bước đến gần Độ Thiên chân nhân, thấp giọng hỏi. Độ Thiên chân nhân khẽ lắc đầu, tay cầm tấm thiệp mời đó, nặng nề bước đi ra vườn hoa phía sau biệt thự. Lúc này Tiêu Chính Văn đang dạy Khương Vi Nhan bày bố vài trận pháp đơn giản. Qua mấy ngày tập luyện, Khương Vi Nhan đã có thể kết hợp vài trận pháp đơn giản vào trong đòn tấn công của mình. Nếu xét về sức chiến đấu đã không thua kém gì một chủ soái một sao. Không ngờ uy lực của trận pháp lại mạnh đến thế. Khương Vi Nhan vung nắm đấm lên lần nữa, cảm khái nói. Thật ra trận pháp là máy tăng cường của sức mạnh, hơn nữa có thể làm giảm lực cản trong không khí, thế nên sức của mỗi một đòn tấn công đều mạnh hơn bình thường, sức phá hủy cũng lớn hơn. Tiêu Chính Văn giải thích cho Khương Vi Nhan. Ngay lúc này Độ Thiên chân nhân đi đến cửa vườn hoa phía sau rồi vẫy tay với Tiêu Chính Văn. Thấy vẻ mặt Độ Thiên chân nhân hơi lạ, Tiêu Chính Văn do dự một lát mới nói với Khương Vi Nhan, Vi Nhan, em tiếp tục tập đi, anh ra ngoài một lát, chút nữa quay lại. Dứt lời, Tiêu Chính Văn bước ra cửa, thấp giọng nói với Độ Thiên chân nhân, xảy ra chuyện gì rồi à? Chủ thượng, cậu xem đi, đây là thư mời Liên Minh Võ Thuật gửi đến. Nói là chúc mừng Đoàn Hải Long xuất quan nhưng thật ra là lên âm mưu hại cậu. Độ Thiên chân nhân đưa thư mời trong tay cho Tiêu Chính Văn thở dài nói. Tiêu Chính Văn nhận lấy thư mời rồi đọc lướt qua, thầm khen ngợi Đoàn Hải Long này đúng là người mưu mô. Thảo nào có thể mở rộng và phát triển Liên Minh Võ Thuật được như ngày hôm nay. Ừ, tôi biết rồi, 3 ngày sau tôi sẽ đến núi Thương Lĩnh, đến lúc đó ông nhất định phải bảo vệ cửa nhà. Nếu Liên Minh Võ Thuật bảo người đến Giang Trung, cho dù đối phương là ai cũng giết tất. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chương 1786. Chủ thượng, tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ cách khác, chẳng hạn như xin thiên tử giúp đỡ, vào sống tạm trong Long Các hoặc Điện Long Hoa. Dù Đoàn Hải Long có bản lĩnh lớn, địa vị cao đến đâu, ông ta dám đến Long Các làm loạn sao? Độ Thiên chân nhân ưu phiền nói. Đến núi Thương Lĩnh. Thế có khác nào tự chui đầu vào lưới? Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, có vài việc muốn tránh cũng không được, hơn nữa Tiêu Chính Văn tôi vẫn chưa đến mức sợ ông ta, chỉ cần cảnh giới thiên thần không xuất hiện thì Đoàn Hải Long có là gì đâu. Chủ thượng, tôi lo ông ta sẽ tính kế với cậu bằng thiên tinh trận. Độ Thiên chân nhân vội nói. Xét về bản lĩnh thật sự, Độ Thiên chân nhân vẫn rất có lòng tin vào Tiêu Chính Văn. Độ Thiên chân nhân cũng nhìn thấy cảnh tượng giết Trương Đạo Linh. Mặc dù tốn rất nhiều sức nhưng Trương Đạo Linh không bao giờ là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Thật ra phần thắng của Đoàn Hải Long không lớn. Nhưng công khai tấn công thì dễ đối phó, chứ âm thầm tính kế thì khó mà phân biệt. Điều tôi muốn là kế hoạch của ông ta, tôi muốn xem thử rốt cuộc có bao nhiêu người đứng về phía nhà họ Trương. Hơn nữa chắc bên Âu Lục sẽ có tin tức nhanh thôi, trước khi rời khỏi Hoa Quốc. Có thể giải quyết hết những rắc rối này một lần là tốt nhất. Chứ không tôi làm sao có thể yên tâm đi Âu Lục đây. Tiêu Chính Văn cầm thư mời trong tay nói. Chủ thượng, Độ Thiên chân nhân mới nói được một nửa, một đệ tử Thiên Kiếm Tông vội vàng chạy vào. Anh Tiêu, sư phụ, đại trưởng lão Võ Tông đến. Tiêu Chính Văn nghĩ hồi lâu cũng đoán được tại sao đại trưởng lão quay lại, thế nên cười nói, Độ Thiên chân nhân. Tôi hiểu nỗi lo của ông nhưng người xưa có câu nói rất hay, là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh. Nói rồi Tiêu Chính Văn sải bước đi về phía sân trước. Lúc này đại trưởng lão đã được mời vào phòng khách, đang định lớn tiếng nói muốn gặp Tiêu Chính Văn. Đại trưởng lão, quay lại nhanh thế, có phải thích trà nhà chúng tôi rồi không? Nếu ông thích, tôi tặng cho ông 2 gói là được. Tiêu Chính Văn đẩy cửa phòng khách cười nói với đại trưởng lão. Ôi trời, trà, cậu còn tâm trạng uống trà à? Cậu xem Đoàn Hải Long đã đào một cái hố cho cậu rồi đấy. Tôi nói cho cậu biết nếu ông ta cũng gửi thư mời đến cho cậu thì dù thế nào cũng không được phép đi. Đại trưởng lão trợn mắt, nói với vẻ chắc nịch.
Chương 1787. Đại trưởng lão, tôi rất cảm kích lòng tốt của ông, nhưng chuyện của Học viện Võ thuật Âu Lục nhất định phải giải quyết. Nếu không sau này có vấn đề gì, tôi làm sao dám vượt ngàn cây số để đến Âu Lục nữa. Nếu Học viện Võ thuật Âu Lục lớn mạnh thì đó chắc chắn là mối lo ngại lớn cho Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói. Nghe vậy, đại trưởng lão cũng thấy cảm động. Cho đến lúc chết, trong lòng Tiêu Chính Văn vẫn luôn nhớ tới đất nước này. Tiêu Chính Văn, Hoa Quốc nợ cậu quá nhiều. Không phải Võ Tông tôi không muốn ra tay giúp đỡ, mà là giữa Võ Tông và Liên minh Võ thuật có mối quan hệ bổ trợ cho nhau, Võ Tông trợ lực cho giới chính trị, còn Liên minh Võ thuật thống trị giang hồ. Nhưng cậu yên tâm, cho dù phải liều mạng, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Tiêu Chính Văn cảm kích đáp, đại trưởng lão, ông có tấm lòng này, tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Giới chính trị không thể thiếu đại trưởng lão như ông được, ngược lại, Tiêu Chính Văn tôi chỉ là một kẻ hèn mọn mà thôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn rót tách trà, đưa cho đại trưởng lão. Hai, đại trưởng lão vốn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lúc này lại không nói nên lời. Đối mặt với Tiêu Chính Văn, đại trưởng lão thậm chí còn cảm thấy xấu hổ. Như vậy đi, tôi sẽ đến núi Thương Lĩnh mở đường trước, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nói xong, đại trưởng lão cầm tách trà lên uống cạn. Sau khi đại trưởng lão rời đi, Tiêu Chính Văn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nếu nói Tiêu Chính Văn không căng thẳng thì chắc chắn là giả, đối mặt với Liên minh Võ thuật, Tiêu Chính Văn chỉ có một mình mà thôi. Chuyện này không khác nào đi vào nơi cực kỳ nguy hiểm. Buổi chiều hôm đó, tin tức Liên minh Võ thuật tổ chức chiêu mộ Võ Tông khắp nơi đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông lớn. Hơn nữa, minh chủ của Liên minh Võ thuật Đoàn Hải Long còn đích thân mời anh hùng Tiêu Chính Văn đến tham dự. Tin tức này vừa được truyền ra đã khiến cả nước náo động. Người không biết sự tình đều lầm tưởng rằng Đoàn Hải Long cũng ngưỡng mộ Tiêu Chính Văn từ lâu. Chỉ có người trong Võ Tông mới biết rõ mục đích của Đoàn Hải Long là gì. Trong sảnh lớn hội nghị ở Dược Vương Cốc, đại trưởng lão xem tin tức này xong liền rơi vào trầm tư. Nếu là trước đây, ông ta chắc chắn cũng sẽ giống với những người khác, cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để Dược Vương Cốc trở lại. Nhưng lúc này, đại trưởng lão cũng không thấy lạc quan lắm. Chương 1788. Đại trưởng lão, Liên minh Võ thuật đích thân ra mặt mời Tiêu Chính Văn, thật ra là muốn trừ khử cậu ta trên núi Thương Lĩnh. Dược Vương Cốc chúng ta cũng nhận được lời mời, không biết đến lúc đó nên trợ giúp Tiêu Chính Văn hay Liên minh Võ thuật. Tam trưởng lão lo lắng nói. Trải qua vài chuyện trước đó, người của Dược Vương Cốc ngày càng kính nể Tiêu Chính Văn. Mỗi lần đều nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ chết, nhưng kết quả Tiêu Chính Văn đều thoát khỏi nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Dược Vương Cốc gặp lại Tiêu Chính Văn kể từ trần trước đắc tội với Tiêu Chính Văn, đây cũng là thời khắc quan trọng nhất của Dược Vương Cốc. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên ủng hộ Tiêu Chính Văn, mọi người nhìn xem, nhị trưởng lão vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, mở một đoạn video, đó là đoạn video Tiêu Chính Văn đã giết Trương Đạo Linh. Ồ, xem xong video, trong sảnh lớn đồng loạt vang lên tiếng hít thở sâu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thực lực của Tiêu Chính Văn có vẻ như đã mạnh lên rất nhiều. Tôi cũng nghĩ chúng ta nên giữ mối quan hệ tốt với Tiêu Chính Văn, có lẽ lần này. Chúng ta, đại trưởng lão còn chưa kịp nói xong, một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa đã truyền vào, không. Chúng ta đứng ở vị trí trung lập, người nói chính là Dược Sư Hoàng. Cốc chủ, chúng ta đứng ở thế trung lập sao? Đại trưởng lão nhíu mày. Dược Vương Cốc muốn trung lập, Liên minh Võ thuật sẽ cho phép sao? Tiêu Chính Văn sẽ đồng ý sao? Vấn đề này không đen thì sẽ là trắng, không thể chọn ở giữa được. Đúng vậy, trung lập. Dược Sư Hoàng bình tĩnh nói, cho dù trước đây Tiêu Chính Văn có thể hóa giải vận may thì lần này cũng không thoát chết được. Nếu không có đặc biệt may mắn, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết. Chúng ta không thể đặt cược tính mạng vào tình huống nguy hiểm này được, mặc dù trung lập không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể. Đừng đánh giá thấp hay coi thường Tiêu Chính Văn, bất kể là ai ra tay, chỉ cần chúng ta không ra tay thì đó chính là trung lập. Chúng ta không thể đắc tội với Liên minh Võ thuật. Cũng không thể đắc tội với Tiêu Chính Văn, hiểu không? Nghe Dược Sư Hoàng nói xong, mọi người liếc mắt nhìn nhau.
Đây là lần đầu tiên Dược Sư Hoàng khẳng định nếu không có điều cực may mắn xảy ra, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết. Cốc chủ, ý của ông là Tiêu Chính Văn sẽ bị Đoàn Hải Long đánh bại ư? Nhưng ông xem, đại trưởng lão nói rồi đưa đoạn video cho Dược Sư Hoàng xem. Không quan trọng. Chương 1789. Dược Sư Hoàng lắc đầu nói, Đại hội Liên minh Võ thuật là sân nhà của Đoàn Hải Long, ông ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ có một mình ứng chiến mà thôi. Thiên hạ Võ Tông, anh hùng tập hợp, một mình Tiêu Chính Văn cho dù toàn thân bọc sắt thì cũng chỉ có thể bóp nát vài cây đinh. Sông có khúc, người có lúc. Bây giờ Long Các cũng được, Thiên Tử cũng được, thậm chí bao gồm cả Võ Tông, ai cũng không cứu nổi Tiêu Chính Văn, chỉ xem lần này, không biết Võ Thí Thiên có đến hay không. Nếu Võ Thí Thiên cũng được mời đến thì Tiêu Chính Văn sẽ thêm phần chết. Dược Sư Hoàng vừa nói vừa chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Tiêu Chính Văn sống hay chết đều không liên quan gì đến cụ ta. Nhưng chuyện này đã đến một nút thắt khác. Xét đến lợi ích của Dược Vương Cốc. Chỉ khi đứng về phía đối đầu với Tiêu Chính Văn thì mới có thể đạt được tối đa lợi ích, mà ông cụ ở Côn Luân kia mới là nhân vật khiến Dược Sư Hoàng lo lắng nhất. Ai dám bảo đảm rằng cụ ấy sẽ không xuất hiện đột ngột như mọi khi trong ngày hôm đó. Thực lực Đoàn Hải Long chắc chắn không thể sánh bằng người đó. Chỉ trong một cái búng tay của người đó cũng có thể khiến xóa sổ bọn họ. Cốc chủ, lẽ nào lần này, ông không đi sao? Đại trưởng lão cau mày hỏi. Nói tôi bị bệnh không thể ra ngoài, ông và tam trưởng lão hãy thay tôi đến đó. Trong tình huống này, tôi đi cũng không tiện, dù sao tôi cũng là cốc chủ, nếu không thể hiện rõ lập trường thì khó tránh khỏi va chạm, nhưng thế sự khó lường. Nếu chọn sai thì Dược Vương Cốc chúng ta khó mà trở lại lần nữa, mọi người hãy nhớ những lời tôi vừa nói, không được đứng về phe ai cả. Dược Sư Hoàng trầm giọng nói. Được, tôi sẽ làm theo lời cốc chủ, đến đó xem trò vui. Đại trưởng lão nặng nề gật đầu. Dược Sư Hoàng gật đầu nói, ừ, mọi người thu xếp đi rồi nhanh chóng lên đường càng sớm càng tốt, có tin tức gì phải chú ý nghe ngóng. Nói xong, Dược Sư Hoàng chắp tay sau lưng đi ra sân sau. Trong sân sau của Dược Vương Cốc, trước một chiếc bàn vuông đặt tinh hoa trận pháp được miêu tả chi tiết. Nếu Tiêu Chính Văn ở đây, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết đây là phần tài liệu anh gửi cho Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt. Dược Sư Hoàng đưa tay cầm lấy tinh hoa trận pháp, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, tờ giấy lập tức hóa thành bột. Hừ, Tiêu Chính Văn, lần này cậu phải đặt cược mạng sống của mình, trừ phi người đó tới cứu cậu, nếu không, ha ha ha. Dược Sư Hoàng cười khẩy rồi ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Cụ ta đã chờ đợi mấy chục năm, khổ tâm vất vả mấy chục năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hỗn loạn này. Sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn đã khiến Dược Sư Hoàng sửng sốt, nhưng cũng khiến cụ ta thích thú. Nếu không có Tiêu Chính Văn thì sẽ không có tình trạng hỗn loạn ngày hôm nay. Có lẽ, nghĩ đến đây, Dược Sư Hoàng nở nụ cười nham hiểm. Chương 1790. Giờ phút này, bên trong đại điện của Võ Thần Tông, Võ Thí Thiên đang tập trung toàn lực, dung hợp trái tim rồng Hắc Long. Kể từ khi có được trái tim rồng Hắc Long, Võ Thí Thiên luôn muốn tìm kiếm phương pháp dung hợp, ông ta đã thử không dưới 100 lần, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Trái tim rồng Hắc Long, lần này, mặc dù Võ Thí Thiên lại thất bại, nhưng ông ta cũng có chút giác ngộ. Muốn dung hợp trái tim rồng Hắc Long thì phải dùng trận pháp, hoán đổi trái tim rồng Hắc Long với trái tim của chính mình mới được. Nhưng trong tay ông ta chỉ có một nửa trái tim rồng Hắc Long, vậy nên Võ Thí Thiên vẫn luôn do dự. Đây chính là việc lớn liên quan đến tính mạng, chỉ cần có chút sai lầm, không những không thể thăng cấp lên cảnh giới thiên thần mà còn không giữ được mạng sống. Hừ, sắc mặt Võ Thí Thiên u ám nhìn trái tim rồng Hắc Long đang lơ lửng trên không trung, phất tay áo, tức giận rời khỏi mật thất. Môn chủ, ông đã ra rồi sao? Một người giúp việc vội vàng bước tới, đưa khăn mặt và nước ấm. Ừ, sắc mặt Võ Thí Thiên tối sầm lại, dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Vô tình để ý thấy người giúp việc dường như đang cầm thứ gì đó trong tay, lạnh lùng hỏi, trên tay cậu cầm thứ gì vậy? Môn chủ, là thiệp mời của Liên minh Võ thuật gửi tới ạ. Nói xong, người giúp việc đưa thiệp mời tới trước mặt Võ Thí Thiên bằng hai tay. Võ Thí Thiên lạnh lùng liếc người giúp việc, sau đó cầm thiệp mời lên xem một lúc. Hừ, thật không biết sống chết,
Nói xong, Võ Thí Thiên đưa một tay ra hơi dùng sức, tấm thiệp mời đã biến thành cho bụi. Môn chủ, tấm thiệp này là do đích thân đoàn Hải Long gửi tới, không đợi trưởng giáo tân nhiệm Âu Dương Chí kịp nói xong, Võ Thí Thiên đã xua tay nói, giết Tiêu Chính Văn không phải là không được, lão già đoàn Hải Long này tự cho mình là thông minh, muốn dùng cách này để ép Tiêu Chính Văn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng ông ta làm sao biết phía sau Tiêu Chính Văn còn có Nhạc Trung Kỳ. Lão già bất tử này, ngay cả bản tôn cũng không nhìn ra được bản lĩnh của ông ta. Người này tuyệt đối không yếu hơn Tiêu Long. Sóng trống khua chiêng như vậy, Nhạc Trung Kỳ lẽ nào không biết sao? Mấy kẻ này có hợp sức lại cũng không bằng cái móng út ông ta đâu. Bản tôn sao có thể xuống nước cùng lũ ngu ngốc này chứ? Chương 1791. Võ Thí Thiên cười nhạt nói. Liên minh võ thuật là cái thá gì? Sau lưng Võ Thí Thiên là Thiên Sơn. Võ Thần Tông là tông giáo của Hoa Quốc, cũng là đại diện duy nhất của thiên thần còn trên đời. Người khác sợ liên minh võ thuật, nhưng Võ Thí Thiên chưa bao giờ thèm coi trọng liên minh võ thuật. Nhạc Trung Kỳ, ý của ông là cụ già hơn trăm năm trước đó sao? Âu Dương Chí không khỏi kinh ngạc nhìn Võ Thí Thiên. Nếu người đó còn sống, hiện giờ ít nhất cũng phải 300 tuổi. Cụ ấy ở cảnh giới nào mà có thể sống mấy trăm tuổi, là xác sống sao? Đúng vậy, chính là người này. Khi Tần Vương mưu phản, chính vì sự xuất hiện của ông ta mà thiên tử hiện tại mới giữ được ngôi. Nếu không, nói đến đây, sự tức giận của Võ Thí Thiên khó mà kìm nén được. Đó là cơ hội ngàn năm có một, nhưng vì sự xuất hiện của Nhạc Trung Kỳ mà Võ Thí Thiên lại phải bỏ lỡ cơ duyên với ngôi báu lần nữa. Hơn nữa, lúc rời đi ông ta còn bị Nhạc Trung Kỳ uy hiếp, nếu còn lần sau, thì ngay cả Võ Thần Tông cũng sẽ bị xóa tên khỏi thế giới này. Đối với Võ Thí Thiên mà nói, đây chỉ quả thật là một việc vô cùng nhục nhã. Vì vậy, ông ta mới thầm thề trong lòng, đợi đến khi dung hợp được trái tim rồng Hắc Long, người đầu tiên phải giết chính là ông già này. Ngoại trừ ông ta, còn có ai dám cản rỡ như vậy, ra vào Long Các giống như vào sân nhà mình. Cũng không biết tên nhóc Tiêu Chính Văn quen thân với ông già đó bằng cách nào. Bỏ đi, nếu liên minh võ thuật có cử người đến thì cứ đuổi thẳng, bản tôn lười nói chuyện với đám ngu xuẩn này. Nói xong, Võ Thí Thiên phất tay áo trở về mật thất. Ba ngày sau, núi Thương Lĩnh có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Ở phía sau núi Thương Lĩnh, có một đàn tế thần chuyên dụng rộng vài mét, vị thần được thờ tế ở đây chính là chiến thần Sivu thời thượng cổ. Mặc dù Sivu không phải sáng lập con đường võ đạo, nhưng sự dũng mãnh của Sivu vẫn luôn được người học võ tôn kính nhất. Vì vậy, bất cứ khi nào võ tông có việc quan trọng hoặc đại lễ gì, đều sẽ chọn nơi đây để tổ chức. Hàng nghìn năm nay, đây đều là nơi tổ chức các buổi lễ của võ tông. Thế nên, bao quanh đàn tế có một loạt các lầu gác được làm bằng gỗ. Những lầu gác nhỏ bằng gỗ này tổng cộng có 3 tầng, chỉ những người vai vế cao nhất nhất, thân phận cao quý nhất mới có thể lên tầng cao nhất nhìn từ trên xuống dưới. Chương 1792. Một số môn phái nhỏ, hoặc người có vai vế thấp, chỉ có thể ở tầng 1, hoặc đứng ngoài cửa. Lúc này, xung quanh đàn tế đã vô cùng đông đúc, có tới hàng nghìn người, từ đây có thể thấy tầm ảnh hưởng của liên minh võ thuật lớn đến mức nào. Không chỉ có rất nhiều môn phái nể mặt, mà ngay cả Hoa Sơn cũng cử vài người đại diện tham gia. Việc này càng khiến những môn phái nhỏ đó phải nhìn liên minh võ thuật với cặp mắt khác xưa. Nhìn thấy đại diện của Hoa Sơn, đại trưởng lão Võ Tông không khỏi khẽ nhíu mày, những người này hôm nay đến đây nhất định là để báo thù cho Đông Phương Ngạo Vũ. Hơn nữa, giữa đám đông, đại trưởng lão vừa nhìn đã lập tức nhận ra Thương Nhan Bách. Thương Nhan Bách hôm nay phải nói là oai phong lẫm liệt, từ lúc ngồi lên đài cao vẫn luôn đưa mắt khắp bốn phía tìm bóng dáng Tiêu Chính Văn. Hôm nay Tiêu Chính Văn e là khó mà thoát khỏi cái chết. Lúc này, một ông lão ngồi trên đài cao khẽ nói. Hừ, Thương Nhan Bách lạnh lùng đáp, tôi ngược lại hy vọng có thể giữ lại cho cậu ta một cái mạng con chó. Ngày đó cậu ta còn dám tát tôi trước mặt nhiều người, hôm nay tôi muốn bắt cậu ta đến Hoa Sơn, khiến cậu ta trả giá gấp ngàn gấp vạn lần. Vài ngày trước Thương Nhan Bách đã gửi tin tức về cái chết của Đông Phương Ngạo Vũ về Hoa Sơn, trưởng giáo Trận Tông nghe được tin này lập tức nổi giận. Nhưng Hoa Sơn còn chưa kịp đến tìm Tiêu Chính Văn thì tin tức về cái chết của Trương Nguyệt Đông và Trương Đạo Linh lại truyền đến. Hoa Sơn đang muốn bắt tay với nhà họ Trương,
không ngờ Đoàn Hải Long lại đột nhiên xuống núi, chĩa thẳng mũi nhọn về phía Tiêu Chính Văn, ẩn ý của việc này không cần nói cũng rõ. Vì vậy, Thường Nhàn Bách mới dẫn theo hai cao thủ Hoa Sơn, đích thân đến trợ uy cho Đoàn Hải Long. Thường Nhàn Bách vừa dứt lời, đám đông lại lần nữa rì rầm bàn tán. Ngay sau đó, vài người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu ngọc lam đi xuyên qua đám đông bước lên bục cao. Ánh mắt đám người này lạnh lùng sắc bén, chỉ riêng dáng đi cũng có thể thấy được ai ai cũng là cao thủ trong số cao thủ. Đặc biệt là người dẫn đầu, dáng đi oai dũng, thân hình cân đối, lúc quay đầu nhìn xung quanh cũng khiến cho người ta có một áp lực cực lớn. Cường giả Thiên Vương Long cấp 5 sao. Hơn nữa, thực lực tuyệt đối không thua kém Trương Đạo Linh và Đoàn Hải Long. Hừ, tại sao người của Hằng Sơn cũng tới đây? Chương 1793. Thường Nhàn Bách bỗng nhận ra người đó là đệ tử giỏi nhất của trưởng giáo trận tông Hằng Sơn. Thực lực của người này không thể coi thường, tuy rằng không có uy danh trong thiên hạ, nhưng trong mấy đại danh Sơn, tên tuổi của ông ta đã sớm được biết đến. Đó là một trong những cao thủ nhất định sẽ thăng cấp lên cảnh giới thiên thần trong vòng 10 năm tới. Hừ, lần này Tiêu Chính Văn e rằng có mọc cánh cũng không thể trốn thoát được. Lúc này, Đông Phương Tiếu đang ngồi bên cạnh Thương Nhan Bách, lạnh lùng nói. Hầu hết các bậc tiền bối có tuổi trong 4 gia tộc lớn đều là người học võ, dù ít dù nhiều cũng đều có quan hệ với liên minh võ thuật. Hơn nữa, 4 gia tộc lớn đều đã bị Tiêu Chính Văn chọc giận, lần này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hôm nay không báo thù thì còn chờ đến bao giờ nữa? Viên Sùng Long liếc nhìn đám người Hằng Sơn, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ yên tâm, chỉ cần Tiêu Chính Văn chết, mọi chuyện đều được giải quyết. Đúng lúc này, lại có một cụ già khác đi lướt qua đám đông bước lên đài cao. Ồ, đây không phải là tiền bối Cửu sao? Sao ông cũng ở đây? Thương Nhan Bách nói rồi lập tức đứng dậy, bắt tay Cửu Vạn Lý. Nói đến người này, cụ ta không phải là người của năm đại danh Sơn, nhưng bàn về thực lực, ngay cả cường giả ở dưới cảnh giới thiên thần trong năm đại danh Sơn cũng phải tôn kính gọi cụ ta một tiếng tiền bối. Trong võ tông Cửu Vạn Lý, thậm chí còn có ác danh là người cuồng sát, là một cao nhân lánh đời sống ẩn dật. Ông Thương, chào ông. Cửu Vạn Lý chắp tay chào Thương Nhạn Bách, lạnh lùng cười nói, hôm nay tôi đặc biệt tới xem Tiêu Chính Văn rốt cuộc là ai mà dám giết bạn thân của tôi. Cửu Vạn Lý và Trương Đạo Linh có thể coi là bạn bè thân thiết từ nhỏ, hai người bọn họ quen nhau từ lúc hơn 20 tuổi, không chỉ có quan hệ tốt mà còn giao lưu qua lại rất nhiều trên con đường võ thuật. Dựa trên sự hiểu biết của Cửu Vạn Lý về Trương Đạo Linh, đừng nói đến Tiêu Chính Văn chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi, ngay cả những lão già cùng lứa tuổi cũng chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Chắc chắn Tiêu Chính Văn đã dùng thủ đoạn không chính đáng nào đó nên mới giết được Trương Đạo Linh. Lần này, cụ ta không được mời, nhưng vẫn đặc biệt đến để báo thù cho Trương Đạo Linh. Cửu Vạn Lý vừa nói xong, không ít người quay đầu lại nhìn, cũng có rất nhiều người chắp tay chào hỏi Cửu Vạn Lý. Điều này cho thấy danh tiếng của Cửu Vạn Lý trong võ tông. Chương 1794. Lúc này, rất nhiều người trên khán đài xì xào bàn tán. Lần này có quá nhiều người muốn giết Tiêu Chính Văn. E rằng hôm nay Tiêu Chính Văn có 10 cái mạng cũng khó mà thoát chết. Không chỉ Đoàn Hải Long nhắm vào Tiêu Chính Văn, mà ngay cả nhân vật lớn đều đích thân xuất hiện, nhưng phía sau Tiêu Chính Văn có ai chống đỡ? Thiên tử, võ tông, ở nơi nói chuyện bằng thực lực thì tất cả ngoại lực đều vô nghĩa. Đặc biệt hôm nay Đoàn Hải Long còn lấy tế khí của võ tông ra. Một nửa thanh kiếm Si Vưu và một chiếc khiên cổ bị vỡ, cái này tượng trưng cho điều gì? Bất kỳ ai ở trước mặt võ thần, đều không thể tùy ý can thiệp vào ân oán của người khác, nếu không, sẽ là bất kính với võ thần. Thậm chí còn trở thành kẻ thù của giới võ tông. Đây là thứ khiến đại trưởng lão võ tông không dám lên tiếng, đồng thời cũng là để chặn miệng của người khác. Lúc này, tâm trạng của đại trưởng lão đã chìm xuống đáy. Nếu là trước đây, ông ta vẫn có thể dựa vào thân phận đại trưởng lão võ tông để đòi lại công bằng cho Tiêu Chính Văn. Nhưng ở trước mặt đám người này, thân phận của ông ta quá thấp, thậm chí còn không có tư cách nói chuyện. Hoa Quốc có nhiều nhân tài, mấy vị trưởng lão võ tông cũng không hẳn là có thực lực trong võ tông, cho dù có thân phận cao, thực lực mạnh thì ở bên trên bọn họ còn có rất nhiều cao nhân ẩn sĩ. Lúc này, đại trưởng lão chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng Tiêu Chính Văn có thể đột nhiên nghĩ thông, trốn đến Âu Lục,
hoặc vào Long Các để tránh nạn, nhất định đừng xuất hiện ở Thương Lĩnh. Hôm nay, tất cả cao thủ võ tông đều xuất hiện, lại có cả lão già Cửu Vạn Lý, cho dù Tiêu Chính Văn có mạnh hơn bình thường thì cũng có thể làm gì được chứ. Cho dù anh có thể lấy một chọi hai, thì trong số những người ở đây, có nhiều hơn chục người là cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao. Cộng thêm Đoàn Hải Long, Cửu Vạn Lý và hai người Hoa Sơn đều có thực lực Thiên Vương, đây chính là cục diện chết. Đúng lúc đại trưởng lão đang lo lắng thì một nhóm người tách đám đông xông vào. Tiêu Chính Văn đến chưa? Có giỏi thì mau đến chịu chết đi. Một thanh niên mặc áo choàng kiêu hãnh hét lên bục cao. Âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang trời, chấn động màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt tại đây. Rất nhiều người đồng loạt hướng mắt nhìn lên bục, không ít người trong số họ nhận ra người đó, đây chính là Lâm Phi Dương đệ tử số 1 của thủ lĩnh Thiên Sơn. Chương 1795. Đồng thời cũng là anh em kết nghĩa của Trương Nguyệt Đông. Hai người họ họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học nghệ tại nhà họ Trương 10 năm, sau đó Lâm Phi Dương mới được đưa đến Thiên Sơn. Đừng thấy Trương Nguyệt Đông nhân phẩm không tốt mà coi thường, ngay cả gian thần Tần Cối còn có vài người bạn, huống chi là Trương Nguyệt Đông. Đây chẳng phải là đệ tử của thủ lĩnh Trận Tông Thiên Sơn sao? Tiêu Chính Văn đắc tội với cả Thiên Sơn rồi à? Viên Sùng Long nhỏ giọng nói. Đông Phương Tiếu bên cạnh chế nhạo, Tiêu Chính Văn không nên giết Trương Nguyệt Đông. Nhà họ Trương và Thiên Sơn có quan hệ với nhau. Người này là anh em kết của Trương Nguyệt Đông. Lúc này Viên Sùng Long mới hiểu ra, gật đầu lia lịa, trong lòng càng thêm tự tin. Tuy Lâm Phi Dương mới chỉ 23 tuổi, nhưng thực lực của hắn không hề kém cạnh bậc tiền bối như Cửu Vạn Lý và Đoàn Hải Long. Chỉ riêng điều này cũng có thể thấy Thiên Sơn đáng sợ đến thế nào. Cậu bạn không cần vội, đợi Tiêu Chính Văn đến, tôi cũng muốn đòi lại công bằng, chúng ta cứ ngồi xuống trước đã. Cửu Vạn Lý mỉm cười, giọng điệu vô cùng lịch sự. Lâm Phi Dương quay đầu liếc nhìn Cửu Vạn Lý, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu chắp tay với Đoàn Hải Long, rồi nhanh chóng bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh ghế chủ tọa. Thật ngông cuồng, đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người về Lâm Phi Dương. Nhưng sự ngông cuồng này lại vô cùng tự tin. Chưa nói đến việc phía sau Lâm Phi Dương có Thiên Sơn, chỉ riêng thực lực của hắn cũng đã đè bẹp hầu hết tất cả các võ tông. Ồ, Viên Sùng Long liếc mắt nhìn Lâm Phi Dương, nhỏ giọng nói với Đông Phương Thiếu, tiền bối Đông Phương, người này thật ngông cuồng, ngay cả Cửu Vạn Lý chào hỏi với hắn mà hắn cũng dám phớt lờ. Hừ, ngông cuồng, Đông Phương Thiếu vuốt râu, liếc nhìn Viên Sùng Long nói, chắc cậu không biết hắn là người thế nào nhỉ? Ồ, hắn không phải chỉ là một đệ tử của Thiên Sơn thôi sao? Viên Sùng Long nhíu mày hỏi. Đông Phương Tiếu gật đầu nói, cậu biết Võ Thí Thiên chứ, ông ta cũng là đệ tử của thủ lĩnh Trận Tông Thiên Sơn, xét theo thế hệ thì Lâm Phi Dương là sư đệ của ông ta. Mặc dù Cửu Vạn Long không tầm thường, nhưng lại không có người chống lưng. Còn Lâm Phi Dương có danh phận rõ ràng, có võ tông, có danh sơn, còn có thực lực, chắc chắn không yếu hơn Cửu Vạn Lý. Vì vậy hắn không cần kiêng nể Cửu Vạn Lý. Nghe Đông Phương Thiếu nói xong, Viên Sùng Long hít một hơi thật sâu. Chương 1796. Không ngờ Lâm Phi Dương còn trẻ tuổi mà đã có lai lịch thâm sâu đến vậy. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng ai cũng có thể trở thành đệ tử của thủ lĩnh Trận Tông Thiên Sơn sao? Trong trăm năm qua, người này không nhận quá 10 đệ tử, Lâm Phi Dương là do nhà họ Trương tiến cử cho nên mới được nhập môn. Phía sau còn có nhà họ Trương chống đỡ, tổng hợp lại, người này vô cùng có thế lực trong võ tông, thực lực và địa vị cũng không kém. Loại người này ngông cuồng cũng đúng. Hơn nữa, cậu biết không, mỗi đệ tử của thủ lĩnh Thiên Sơn đều có những kỹ năng riêng biệt, kỹ năng độc nhất vô nhị của Lâm Phi Dương có tên là Càn Khôn Định Hồn Trận. Cho dù là cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, chỉ cần rơi vào định hồn trận của hắn thì cũng không thể động đậy. So với 9 người anh em của hắn, kỹ năng của hắn càng cao siêu hơn, càng có lực sát thương hơn. Đông Phương Tiếu không hổ là cụ tổ nhà họ Đông Phương, cụ ta nắm rõ rất nhiều chuyện, điều này khiến Viên Sùng Long vô cùng ngưỡng mộ. Đồng thời cũng khiến đại diện của hai gia tộc lớn kia mở mang tầm mắt. Quả thực là núi cao còn có núi cao hơn. So với những nhân vật tài giỏi này, thực lực của 4 gia tộc lớn quả thực là không đáng chú ý. Nhìn hắn còn trẻ mà thật sự lợi hại đến vậy sao? Một vị đại diện thế gia ngồi bên cạnh cau mày hỏi.
Còn trẻ sao? Không chỉ là trận pháp, nghe nói người này còn giỏi cả kiếm pháp, nếu Tiêu Chính Văn không chết, chúng ta sẽ may mắn có thể chiêm ngưỡng chân dung Lư Sơn. Đông Phương Tiếu nói với vẻ kiêng sợ. Thực ra đây chỉ là bề nổi của Võ Tông và Năm Đại Danh Sơn, trong Võ Tông và Năm Đại Danh Sơn thật sự có rất nhiều cao thủ. Nhưng vì lệnh cấm hàng trăm năm trước, tất cả cường giả cảnh giới thiên thần đều đã ẩn thế. Đồng thời Năm Đại Danh Sơn cũng triệu hồi đệ tử. Vì vậy những nhân vật nhỏ trước đây không được chú ý tới như cảnh giới chiến thần, cảnh giới chủ soái mới trở nên nổi bật. Bây giờ, Tiêu Chính Văn lại đắc tội với người không nên đắc tội, còn giết hai người nhà họ Trương, điều này không chỉ khiến nhà họ Trương tức giận, mà ngay cả Hằng Sơn vốn không có nhiều quan hệ với nhà họ Trương cũng đích thân phái người tới. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hằng Sơn cũng tỏ rõ thái độ, đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn. Chương 1797. Mọi người chưa kịp đáp lời, một bóng người xuất hiện trên con đường quanh co dưới chân núi. Chỉ thấy người này cầm một thanh giáo dài màu đỏ, trên đầu giáo thấp thoáng ánh sáng màu vàng, mặc một bộ đồ màu trắng, đơn giản nhưng không mất đi sự uy nghiêm. Mỗi một động tác đều mang theo khí chất vô cùng oai hùng, dường như hòa làm một thể với sông núi. Người này vừa xuất hiện đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Hàng trăm ánh mắt đều tập trung nhìn người dưới chân núi. Thậm chí từng hơi thở của cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao bỗng bao trùm trên bục cao, mấy chục ánh mắt sắc bén đồng loạt nhìn về phía người đó. Uy lực mạnh mẽ có thể sánh ngang với uy lực của trời bỗng bao quanh lấy người đàn ông trẻ tuổi đang đi dọc theo đường núi đó. Nhưng uy lực này lại hóa thành hư vô khi đến gần người đàn ông trẻ tuổi. Cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao. Ngoài đệ tử của Năm Đại Danh Sơn, trên thế giới người này có thể có thực lực như vậy chỉ có Tiêu Chính Văn mà thôi. Cậu ta là Tiêu Chính Văn à? Cửu Vạn Lý lạnh lùng thanh niên đang bình thản chậm rãi đi đến đó nói. Đúng thế, chính là cậu ta. Lúc này Thương Nhan Bách nghiến răng nghiến lợi nói, dù Tiêu Chính Văn có thành cho, cụ ta cũng có thể nhận ra. Gặp lại Tiêu Chính Văn, thậm chí Thương Nhan Bách hơi không kiềm chế được nỗi hận trong lòng, có mấy lần cụ ta muốn bước đến đấm cho Tiêu Chính Văn vài cái. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn đè nén được nỗi kích động của cụ ta. Hừ, người này cũng xem như là người lợi hại, vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với trận thế lớn như vậy, quả thật xứng đáng là người đấu với tôi. Lúc này Lâm Phi Dương chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Nói thẳng ra cậu ta cũng là một thiên tài, thiên vương năm sao chỉ hơn 20 tuổi, tìm khắp Hoa Quốc cũng chỉ đếm được trên 5 đầu ngón tay. Chỉ tiếc là cậu ta không nên chọc vào nhà họ Trương, càng không nên đắc tội với Năm Đại Danh Sơn. Hôm nay Hoa Quốc chắc phải mất đi một đứa con cưng của trời. Đoàn Hải Long chắp hai tay sau lưng nói. Nghe có vẻ như cụ ta đang lấy làm tiếc cho Tiêu Chính Văn. Nhưng thật ra giọng cụ ta lạnh như băng, trong mắt chỉ hiện lên sát khí ngùn ngụt. Mãi đến khi Tiêu Chính Văn đến trước đàn tế, mọi người đồng loạt nhường ra cho anh một con đường. Đệ tử và hộ pháp trấn giữ của nhiều tông môn đều kính cẩn nhìn Tiêu Chính Văn. Thấy Tiêu Chính Văn đi thẳng đến, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, bình thản, vô cùng tự đại ngông cuồng. Thương Nhan Bách cũng không kiềm chế được nữa, sải bước lao xuống từ trên bục cao chặn đường Tiêu Chính Văn lại. Tránh ra! Chương 1798. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn Thương Nhan Bách, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ. Thương Nhan Bách lại bị coi thường ngay trước mặt tất cả mọi người, cơ mặt liên tục co giật, đôi mắt hiện lên ngọn lửa phẫn nộ. Tiêu Chính Văn, không ngờ cậu cũng dám đến cục diện chết hôm nay. Nhìn thấy rồi chứ, trên thương lĩnh này có cả hàng chục nghìn tiền bối nổi danh của Võ Tông, không một ai nói chuyện với cậu. Nếu hôm nay cậu quỳ xuống dập đầu nhận sai với tôi, có lẽ tôi nhất thời có cảm hứng thay mặt Hoa Sơn cầu xin cho cậu được toàn thây. Thương Nhan Bách khàn giọng hét lên. Cụ ta không biết rốt cuộc Tiêu Chính Văn lấy đâu ra tự tin, đã đến nước này rồi mà còn dám kiêu ngạo. Ông xứng sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp một câu. Một câu ông xứng sao suýt khiến Thương Nhan Bách ngất tại chỗ. Cụ ta là ai cơ chứ? Đường đường là người đại diện của Hoa Sơn tung hoành trong giới thế tục, cụ ta không xứng ư? Hừ, Tiêu Chính Văn, đừng nghĩ cậu đánh thắng Đông Phương Ngạo Vũ, giết được Trương Đạo Linh thì cậu là bất khả chiến bại trong thế gian. Mở to mắt ra mà nhìn những người ngồi trên bục cao kia là ai. Nói xong,
Thương Nhan Bách chỉ tay vào bục cao cách đó không xa. Không ngại nói cho cậu biết, tùy ý chọn một người ngồi trên bục cao đó đều có thể khiến cậu chết. Tôi tin cậu cũng biết rõ hôm nay là ngày tận thế của cậu, lẽ nào bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra hiện thực sao? Hoa Quốc không cứu nổi cậu, Thiên Tử cũng không thể cứu cậu, Võ Tông càng không thể. Những người đến đây hôm nay không một ai nói giúp cậu cả, dù có là đại trưởng lão của Võ Tông cũng không có tư cách nói chuyện. Chỉ dựa vào chút bản lĩnh đó của cậu mà có thể giết được nhiều cao thủ thế này sao? Giết được hết hàng nghìn, hàng chục nghìn người của Võ Tông được à? Cậu có nhận ra thanh kiếm gãy và tấm khiên bị vỡ kia không? Mặt mày Thương Nhan Bách méo xẹo, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào thanh kiếm Si Vưu và tấm khiên Si Vưu, thở hổn hển nói. Đây chính là thánh vật của chiến thần xưa, cho dù có giết cậu ở đây thì Thiên Tử Hoa Quốc cũng không dám nói nửa chữ. Càng sẽ không có ai báo thù cho cậu. Sợ rồi chứ, Tiêu Chính Văn. Tất nhiên Thương Nhan Bách sẽ không ngây thơ đến mức bảo Tiêu Chính Văn buông tay chịu trói, cụ ta chỉ muốn lấy lại thể diện đã mất ở Long Kinh ngày hôm đó. Nhưng dù là một nguyện vọng nhỏ nhoi như thế cũng khó mà thực hiện với Tiêu Chính Văn, cụ ta không cam lòng. Cút, Tiêu Chính Văn vẫn không liếc nhìn Thương Nhan Bách dù chỉ một ánh nhìn, chỉ lạnh lùng nói ra chữ cút từ kẽ răng. Cậu dám bảo tôi cút sao? Sắc mặt Thương Nhan Bách xanh mét, cụ ta không phải đến để rước nhục vào mình, Tiêu Chính Văn thế mà lại bảo cụ ta cút ngay trước mặt nhiều người như thế. Một là cút, hai là chết, Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng đáp. Chương 1799. Cùng lúc đó hơi thở mạnh mẽ của cảnh giới thiên vương cảnh giới long cấp 5 sao bốc lên từ dưới chân Tiêu Chính Văn, thanh giáo giải liệt long màu đỏ trong tay anh bỗng phát ra tiếng kêu. Rít. Tiếng kêu vang lên, không khí xung quanh hơi thay đổi, một luồng khí lạnh xuyên thấu tâm can đột nhiên ập đến. Không chỉ có Thương Nhan Bách cảm thấy sợ hãi mà ngay cả những người xung quanh cũng đều lùi về sau. Hơi thở đó đáng sợ quá. Như thể đến từ 9 tầng địa ngục, lại giống như thiên thần ở 9 tầng mây giáng thế, thậm chí vài đệ tử tông môn ý chí không kiên định quỳ xuống đất. Đây chính là uy lực của thiên vương. Kết hợp trận pháp và uy thế thật sự thiên vương nên có của võ thuật. Trán Thương Nhan Bách toát đầy mồ hôi, vừa nuốt nước bọt vừa chỉ vào Tiêu Chính Văn, không cam lòng hét lên, họ Tiêu kia, e là cậu vẫn không biết hôm nay không chỉ có Hoa Sơn tôi muốn chôn cậu ở nơi này đâu. Còn có Hằng Sơn, Thiên Sơn, Minh Chủ Liên Minh Võ Thuật và rất nhiều đồng môn của Võ Tông. Tôi muốn xem lát nữa cậu còn có tư cách gì để ngạo mạn. Bốp! Tiêu Chính Văn không hề báo trước đã vung tay lên đấm một cú mạnh vào mặt Thương Nhan Bách khiến cụ ta lảo đảo, văng ra xa hơn 20 mét, sau đó đập mạnh người vào cây cột dưới bục cao mới dừng lại. Lúc này cả đàn tế lặng ngắt như tờ. Cú đấm này không phải ai cũng dám tùy tiện đánh, đó là Thương Nhan Bách đấy. Hơn nữa còn đánh ông Thương trong khi bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm. Hỗn láo, lúc này một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên từ trên bục cao. Sau đó một thanh niên mặc áo dài tay cầm thanh kiếm dài đi xuống, vươn tay đỡ Thương Nhan Bách bị đánh đến mức choáng váng. Lúc này xương gò má của Thương Nhan Bách bị lệch đi, da thịt trên mặt cũng bị xương đâm xuyên qua, bộ dạng nhếch nhác này quả thật thảm thương không nỡ nhìn. Tiêu Chính Văn, Thương Nhan Bách che gương mặt bị đánh đến biến dạng của mình, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy dài. Thấy thế mọi người không khỏi thổn thức, đó là ông Thương đấy. Thế mà bị Tiêu Chính Văn chọc tức đến mức ứa nước mắt. Hay cho Tiêu Chính Văn, anh có biết tôi là ai không? Thanh niên chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Anh là ai liên quan gì đến tôi? Tiêu Chính Văn vẫn lạnh nhạt nói. Tôi là đệ tử nhập môn của Hằng Sơn, Lý Thiên Lăng, thanh niên kiêu đó ngạo nói. Chương 1800. Chỉ một đệ tử nhập môn mà cũng đáng để kiêu ngạo sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy giễu cợt nói. Cái gì, mọi người xung quanh đều ngây ngốc nhìn Tiêu Chính Văn. Lý Thiên Lăng là đệ tử nhập môn nhưng hắn còn một thân phận khác nữa, là thiên tài xuất chúng đứng trong top 10 của năm đại danh sơn. Xét về thực lực thậm chí không thua kém gì Lâm Phi Dương. Hắn là người đầu tiên lên tiếng với Tiêu Chính Văn tức là đã thể hiện rõ thái độ của mình. Trong các đệ tử mà Hằng Sơn cử đến hôm nay chỉ có thực lực của hắn mới sánh ngang được với Tiêu Chính Văn. Lý Thiên Lăng hắn muốn dẫm đạp lên thi thể Tiêu Chính Văn để tên tuổi vang dội. Chứng minh mình mạnh hơn cả Lý Phi Dương.
không ngờ lại bị Tiêu Chính Văn xem thường. Lúc này đại diện của bốn gia tộc lớn đang ở trên bục cao đều lộ ra dáng vẻ hóng hớt. Dù sao người dám bước xuống bục cao cứng rắn đối diện với Tiêu Chính Văn thì cũng không phải là kẻ yếu. Đồng thời thái độ xem thường Lý Thiên Lăng của Tiêu Chính Văn đã đánh trúng vào lòng tự tôn của đệ tử Hằng Sơn. Thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa lắm kẻ vào. Hai, ngay cả Lý Thiên Lăng là ai mà cậu ta cũng không biết, thật đáng tiếc. Mặc dù Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương nhưng lại biết quá ít về chuyện của Võ Tông. Hôm nay e là không có đường thoát. Lúc này trong đám đông có người không khỏi lắc đầu nói. Hừ, lớn lối vậy à, hay là lát nữa tôi cho anh biết sự lợi hại của đệ tử nhập môn Hằng Sơn. Hôm nay tôi phải đánh gãy hai tay hai chân của anh trước mặt hàng chục nghìn tiền bối Võ Tông. Tôi muốn cho người trong thế giới biết Tiêu Chính Văn anh chẳng là cái thá gì trước Hằng Sơn cả. Dứt lời, Lý Thiên Lăng đỡ Thương Nhan Bách dậy rồi đi lên phía bục cao. Vừa đi Lý Thiên Lăng vừa nói với Thương Nhan Bách, ông Thương, Tiêu Chính Văn đã là người sắp chết, cần gì phải so đo với hắn. Để tỏ lòng tôn trọng của Hằng Sơn với Hoa Sơn, tôi sẽ đích thân ra tay đánh bại hắn trên đàn tế. Tiện thể lấy máu của hắn tế sống chiến thần thượng cổ. Đây không chỉ là lời hứa của Lý Thiên Lăng với ông Thương mà còn là sự cảnh cáo của Hằng Sơn với thế giới. Nói xong, khóe miệng Lý Thiên Lăng nhếch lên nụ cười giễu cợt, quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn khinh thường hừ một tiếng, sau đó ngồi lại vào chỗ của mình. Mỗi lần đến cuộc tụ họp lớn của Võ Tông hoặc Liên minh Võ Thuật đều sẽ chọn ra vài đệ tử của các tông môn để thi đấu rèn luyện. Chương 1801. Nhưng cuộc thi này thường đều là chọn ra người xuất sắc trong đám cùng lứa. Để được năm đại danh sơn thu nhận hoặc trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng yếu trong tông môn. Trong tình huống bình thường là không thể ra tay giết người. Nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Nói chính xác là hôm nay không phải rèn luyện với Tiêu Chính Văn mà là muốn dùng chiến thuật luân phiên để giết Tiêu Chính Văn tại đây. Bất kể thực lực có mạnh thế nào chăng nữa, mười mấy người, thậm chí là mấy chục người thay phiên ra trận đánh với một mình anh, có mệt cũng có thể đánh anh chết tại đây. Huống gì Đoàn Hải Long đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ cần Tiêu Chính Văn đồng ý so tài thì thiên tinh trận của cụ ta sẽ khởi động. Cả đàn tế sẽ trở thành mồ chôn của một mình Tiêu Chính Văn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa rồi Lý Thiên Lăng lại tự tin như thế. Biết rõ Tiêu Chính Văn không thể sử dụng trận pháp nữa, tất cả sức mạnh của bản thân sẽ biến mất, chẳng khác gì người bình thường nên Lý Thiên Lăng mới dám nói lớn lối như vậy. Sao đại trưởng lão lại không biết được sự nham hiểm độc ác của mấy người này chứ? Nhưng đại trưởng lão chưa kịp đứng lên nói thay Tiêu Chính Văn thì một hồi trống chiến cách đó không xa bỗng vang lên. Rong, sau tiếng trống, mấy chục chiếc kèn ở một bên cũng đồng thời vang lên. U, tiếng trống hòa cùng tiếng kèn chính là dấu hiệu nghi thức chiến thần Si Vưu đã bắt đầu. Trong thời gian này, không ai được thì thầm nói chuyện với nhau, càng không được gây ồn ào. Đại trưởng lão nghiến răng, siết chặt nắm đấm tức giận trợn mắt nhìn Đoàn Hải Long. Đoàn Hải Long lại làm như chẳng liên quan đến mình vung tay với một ông lão tóc bạc bên cạnh. Ông lão tóc bạc đó sải bước đi đến, tay cầm một bài hịch tế trời bắt đầu lớn giọng đọc. Chúng tôi mời chiến thần Si Vưu làm chứng, cuộc thi hôm nay sống chết không oán. Mãi đến 10 phút sau, ông lão mới đọc đến đoạn cuối cùng. Cái gì? Đại trưởng lão ngẩng đầu lên bài hịch không hề viết như thế, rõ ràng là xin hãy làm chứng cho cuộc thi hôm nay của chúng tôi. Lòng không hận thù, tuyệt đối không đánh người bị thương. Chương 1802. Nhưng sao khi cụ ta đọc lại thành sống chết không oán giận vậy chứ? Nhưng ông lão tóc bạc trên bục lại không cho đại trưởng lão cơ hội nói, sau đó quay đầu lại nói với những người dưới bục, đã đọc xong bài hịch, chiến thần Si Vưu đã làm chứng cho chúng ta. Tiếp theo mọi người có thể tùy ý chọn đối thủ, cuộc thi rèn luyện trên đàn tế. Bất kể là ngày thường có ân oán hay thù mới đều có thể giải quyết tại đây, ra khỏi nơi này không được ghim thù, càng không được ôm hận mà báo thù. Nếu có ai vi phạm thì người trong võ tông khắp thế giới sẽ giết người đó. Ông lão vừa dứt lời, Lý Thiên Lăng bước đến trước chắp tay với ông lão nói, ông cụ, tôi muốn khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Nhưng ông lão lại lạnh lùng xua tay, ừ, cũng được, tôi nghĩ trận đầu tiên nên để Lý Thiên Lăng đấu với vua Bắc. Cụ ta chưa nói hết câu,
đại trưởng lão ngồi trên bục cao đứng dậy, điều này không phù hợp với quy định. Theo quy tắc hàng năm, đệ tử của các danh sơn sẽ đấu với nhau, đệ tử giữa các võ tông so tài với nhau. Lý Thiên Lăng là người của Hằng Sơn, cậu ta không thể ra tay với Tiêu Chính Văn. Dù ai cũng có thể nghe ra được đại trưởng lão đang có ý nói giúp Tiêu Chính Văn, hơn nữa cũng là người duy nhất ủng hộ Tiêu Chính Văn ở chỗ này. Danh sơn và võ tông vốn dĩ là một thể có chung nguồn gốc, không nên phân biệt rạch ròi như thế nữa. Hơn nữa Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương, không thuộc bất kỳ tông môn nào, thế nên là võ tông tôi và năm đại danh sơn khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Không biết có gì không phù hợp, ông lão tóc bạc cười khẩy hỏi ngược lại. Vãi, đại trưởng lão võ tông bị hỏi đến mức nghẹn họng. Đây là điểm yếu lớn nhất của Tiêu Chính Văn. Dù sao anh cũng lớn lên trong quân đội, không gia nhập bất kỳ tông môn nào, không phải là đệ tử tông môn thì không bị điều luật này trói buộc. Phải làm sao đây, khi đại trưởng lão lòng như lửa đốt, phía sau ông ta bỗng vang lên một giọng nói già nua, tôi cũng nghĩ trận đầu tiên để Lý Thiên Hằng ra mặt là không phù hợp. Ai mà không biết tông môn trong đây đều xuất thân từ năm đại danh sơn, dù là Tiêu Chính Văn cũng không bằng năm đại danh sơn. Theo tôi nghĩ chỉ bằng để tôi đánh trận đầu tiên. Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều sửng sốt. Vì người nói không ai khác mà là Cửu Vạn Lý. Xét về vai vế hay danh tiếng, Cửu Vạn Lý chắc chắn hơn Lý Thiên Lăng, nếu để cụ ta ra đánh thì Lý Thiên Lăng sao còn cơ hội thể hiện được nữa. Lúc này Đoàn Hải Long lạnh lùng đảo mắt nhìn Cửu Vạn Lý, khẽ gật đầu. Chương 1803. Ra hiệu cho Cửu Vạn Lý bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động thiên tinh trận. Đến lúc đó Tiêu Chính Văn giống như một người bình thường, không có sức đánh trả lại. Đại diện của các tông môn đứng xung quanh đàn tế đều cúi thấp đầu, cuộc so tài thế này hoàn toàn không có công bằng, rõ ràng là đang làm hại Tiêu Chính Văn. Hơn nữa thiên tinh trận đã được bày bố xong cả rồi. Tất cả mọi người đều biết trong thiên tinh trận chỉ cần Đoàn Hải Long nhắm vào ai thì người đó sẽ mất hết sức mạnh, dù là cao thủ cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao một khi bước vào thiên tinh trận cũng chỉ có thể là một con cừu non đợi chết. Các ông không cần thể diện nữa sao? Dù có muốn chống đối lại vua Bắc Lương, ít nhất cũng phải quang minh chính đại một chút chứ. Đại trưởng lão không nhịn được nữa hét ầm lên. Không phải đại trưởng lão võ tông vô cớ gây sự, mà thông qua ánh mắt vừa nãy của Đoàn Hải Long và Cửu Vạn Lý, ông ta đã nhìn ra được manh mối. Đám người này ức hiếp người quá đáng. Đặc biệt Đoàn Hải Long còn là minh chủ của liên minh võ thuật, nhưng những thủ đoạn hại người này rõ ràng khiến cho người ta phải căm phẫn. Đầu tiên, bọn họ nhiều người như vậy, đối phó với một mình Tiêu Chính Văn đã nắm chắc phần thắng mà chẳng cần động tay rồi. Không chỉ có mấy lão quái vật như minh chủ của liên minh võ thuật và Cửu Vạn Lý, mà còn có mười mấy cao thủ của năm đại danh sơn. Vậy đã đành, giờ bọn họ còn dùng cả thiên tinh trận, loại bỏ tất cả thực lực của Tiêu Chính Văn, biến anh trở thành một người bình thường. Sau đó lại để Cửu Vạn Lý ra tay giết chết, đây rõ ràng chính là hành động hết sức vô liêm sỉ. Cái gì? Ý của đại trưởng lão là chúng tôi đã thắng chắc rồi ư? Trong ánh mắt của Đoàn Hải Long lóe lên vẻ sắc lạnh, nhìn chăm chăm về phía đại trưởng lão. Đoàn Hải Long, dù sao ông cũng là minh chủ của liên minh võ thuật, thân phận địa vị phơi bày ra đó, mấy người lại còn đông như vậy, vây đánh một mình Tiêu Chính Văn đã là quá vô liêm sỉ rồi, mà ông còn dùng thiên tinh trận, không đợi đại trưởng lão nói hết câu, Đoàn Hải Long đột nhiên giơ tay lên giáng xuống một cái tát rất kêu. Bốp, đại trưởng lão hoàn toàn không thể ngờ được Đoàn Hải Long lại đột nhiên tát mình một bạt tai, ông ta bị đánh văng ra xa 5-6 mét vì không có chút phòng bị. Mặc dù đại trưởng lão cũng có thực lực ở cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao, thế nhưng ông ta đâu phải là đối thủ của Đoàn Hải Long. Dù ông ta có cùng cấp bậc với Đoàn Hải Long, thế nhưng trên phương diện trận pháp thì vẫn còn kém xa. Chương 1804. Cú tát này không chỉ khiến đại trưởng lão ngơ ngác, ngay cả đám người bên dưới cũng hoàn toàn ngây ngốc. Liên minh võ thuật và võ tông có thể nói là quyền thế ngang nhau, giữa Đoàn Hải Long và đại trưởng lão cũng không hề phân biệt địa vị cao thấp. Cú tát này rõ ràng đồng nghĩa với việc liên minh võ thuật đã khiêu chiến với võ tông. Đại trưởng lão, tôi muốn ông hiểu cho rõ một chuyện, đây là địa bàn của liên minh võ thuật chúng tôi, không phải của võ tông mấy người. Liên minh võ thuật chúng tôi làm việc chỉ dựa vào quy tắc của giang hồ, thu phục hết đám người trong giới chính trị kia. Gì mà vua Bắc Lương,
gì mà trung thành với đất nước, tất cả đều không liên quan tới liên minh võ thuật chúng tôi, càng không liên quan đến các tông môn trong thiên hạ. Tôi chỉ biết rằng, giết người thì đền mạng, nợ nần ắt phải trả, nếu như ông cứ muốn lo chuyện bao đồng thì ngày hôm nay, ngay cả ông cũng khó mà nói lý lẽ. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của đại trưởng lão không khỏi thay đổi. Đoàn Hải Long vừa dứt lời, Cửu Vạn Lý đã chắp hai tay ra sau lưng, dương dương tự đắc liếc nhìn đại trưởng lão, cười khẩy nói, đại trưởng lão, ông biết rõ chúng tôi không thể tha cho Tiêu Chính Văn, nhưng lại cứ muốn đối đầu với chúng tôi. Sao nào, ông cảm thấy mấy người chúng tôi sẽ cho các ông chút mặt mũi sao? Đừng nói là ông, dù có là thiên tử thì trong mắt tôi cũng chỉ như cọng rác mà thôi. Những lời này của Cửu Vạn Lý quá đỗi điên cuồng ngạo mạn. Ngay cả thể diện của giới chính trị cũng không coi ra gì, ngay cả thiên tử cũng coi khinh như thế. Tiêu Chính Văn đứng bên trên bục cao liếc mắt nhìn rồi chậm rãi bước xuống dưới. Thằng danh kia, để tôi chỉ thêm cho cậu vài điều trước khi chết, kiếp sau đầu thai làm người thì đừng quên cảm kích tôi đấy nhé. Nói xong, Cửu Vạn Lý ngửa mặt cười lớn. Hừ, đây là chính nghĩa thiên lý mà liên minh võ thuật mấy người vẫn luôn rêu rao sao. Coi thường thiên tử, coi thường giới chính trị, thậm chí còn không coi dân chúng ra gì, lẽ nào mấy người không phải con dân của Hoa Quốc? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn. Nghe thấy lời này, Cửu Vạn Lý lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ở trong mắt chúng tôi, đám người đó chẳng qua chỉ giống như loại tép siêu mà thôi, chuyện sống chết của bọn chúng thì có dính dáng gì tới chúng tôi. Chỉ có mấy người tầm thường giống như cậu mới coi tính mạng của bọn chúng cùng là một. Đám tép siêu đó chết càng nhiều thì càng có lợi cho mấy người chúng tôi. Nếu như quốc vận bắt đầu, ai mà không muốn chiếm một phần vận khí về mình cơ chứ? Vào lúc Cửu Vạn Lý vừa dứt lời, một tia sáng màu bạc đột nhiên lướt xuyên qua đàn tế. Chương 1805. Mọi người chỉ cảm thấy khoảng không trên đỉnh đầu giống như bị bao phủ hết bởi một lớp kính mờ mịt. Mặc dù những người khác đều chưa cảm nhận được sự khó chịu, thế nhưng Tiêu Chính Văn lúc này đã cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang điên cuồng tan biến. Hừ, Tiêu Chính Văn không khỏi thầm kinh ngạc, thiên tinh trận này thật sự không phải khó đối phó ở mức độ thông thường. Dù anh đã có chuẩn bị từ lâu nhưng vẫn bị đối phương chi phối. Lúc này, luồng sức mạnh xung quanh người Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn biến mất, anh đã trở thành một người bình thường. Ngay cả đại trưởng lão đang đứng trên bục cao cũng cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Chính Văn, đang định tiến lên trước thì đã bị Đông Phương Thiếu giơ tay ngăn lại. Đại trưởng lão, với sức lực của một mình ông thì sao có thể xoay chuyển trời đất, lẽ nào ông vẫn muốn ăn thêm một cú tát nữa của Minh Chủ Đoàn hay sao? Đại trưởng lão nghe xong, cơ thể khẽ run lên, cú tát đầu tiên chỉ là lời cảnh cáo của Đoàn Hải Long, nếu như còn ra tay tiếp, vậy thì mối quan hệ giữa liên minh võ thuật và võ tông sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tới lúc đó, võ tông của Hoa Quốc nhất định sẽ xảy ra tổn thất nội bộ trước nay chưa từng có. Đại trưởng lão, thật ra chúng tôi đều có thể hiểu được tâm trạng của ông, nhà họ Viên chúng tôi cũng không hy vọng vua Bắc Lương bỏ mạng như vậy. Nhưng suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là đám người thấp cổ bé họng, không thể xoay chuyển được gì. Viên Sùng Long lúc này cũng giả bộ đứng lên chắp tay nói với đại trưởng lão. Mấy người, đại trưởng lão bực bội dậm chân. Quả thực như những gì hai người bọn họ đã nói, dù đại trưởng lão có liều mạng thì cũng rất khó để xoay chuyển được kết cục trước mắt. Tôi, nhớ lại những lời bản thân đã nói khi rời khỏi biệt thự nhà họ Tiêu, đại trưởng lão lấy ra con dấu của trưởng lão Võ Tông. Làm ra vẻ chuẩn bị đập vỡ, bản thân không còn là trưởng lão của Võ Tông, lời nói hành động đều không có liên quan gì đến Võ Tông nữa. Dù có phải từ bỏ thân phận đại trưởng lão của Võ Tông, ông ta cũng phải đồng sinh cộng tử, nói lời giữ lời cùng với Tiêu Chính Văn. Ông muốn chết à? Đoàn Hải Long híp mắt nhìn theo bóng lưng của đại trưởng lão, lạnh lùng chất vấn. Không đợi đại trưởng lão lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã ngẩng đầu nói với ông ta, đại trưởng lão. Ông đã làm hết tất cả những gì có thể làm cho tôi rồi, chuyện còn lại cứ để tôi tự mình giải quyết. Chương 1806. Võ Tông không thể loạn, ông cũng không thể rời khỏi Võ Tông, vẫn là câu nói đó, Tiêu Chính Văn tôi chỉ là một kẻ nhàn rỗi mà thôi. Nghe thấy những lời này của Tiêu Chính Văn, đại trưởng lão không nén được nước mắt, quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, nói, vua Bắc Lương. Cả đời cậu cống hiến cho Hoa Quốc. Tôi, sao tôi có thể không quan tâm tới sự sống chết của cậu cơ chứ? Các vị, lẽ nào mấy người đều không có bố mẹ người thân hay sao?
Lẽ nào người thân của mấy người chưa từng nhận được sự bảo vệ của vua Bắc Lương? Vua Bắc Lương từng nhiều lần tắm máu trên sa trường là vì điều gì chứ? Để bảo vệ cho giới chính trị Hoa Quốc sao? Không, là để bảo vệ cho người dân, người thân của mấy người, con cái của mấy người, có ai không từng nhận ơn nghĩa của vua Bắc Lương? Lẽ nào hôm nay mấy người chỉ đứng đó nhìn bọn họ giết chết vua Bắc Lương hay sao? Hừ, đó là do Tiêu Chính Văn vô dụng, mạng của hắn không đáng tiền, tình nguyện chết vì đám run rế kia ư? Bọn họ không liên quan gì tới chúng tôi hết. Lý Thiên Lăng đứng phát dậy chỉ thẳng vào mũi của đại trưởng lão mà mắng chửi. Không sai, bảo vệ người dân Hoa Quốc, vậy thì bảo người dân tới cứu hắn đi. Tôi thật sự muốn nhìn xem, Hoa Quốc nhiều người như vậy, ai sẽ nguyện chết vì Tiêu Chính Văn đây? Bớt lấy mấy chuyện không liên quan gì tới chúng tôi ra để dọa người đi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hắn muốn vì người khác, đó là chuyện của bản thân hắn. Chúng tôi không cao thượng tới vậy. Đúng, Tiêu Chính Văn sinh đã là một tên hèn hạ, còn tính mạng của chúng tôi đều vô cùng đáng tiền. Bên dưới bục, vô số đệ tử võ tông đồng loạt hô lên. Nghe thấy những lời này, đại trưởng lão suýt tức hộc máu. Ha ha ha, Cửu Vạn Lý ngửa mặt cười lớn, chỉ vào vô số bóng dáng xung quanh, nói với Tiêu Chính Văn, sao nào? Dù cậu từng vào sinh ra tử thì đã sao? Đám người giống như hạng run rế này lại nói mạng cậu không đáng tiền. Đây chính là tính cách con người đều ích kỷ cả. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Cửu Vạn Lý, lắc đầu nói, bảo vệ quốc gia là đạo nghĩa mà loại người giống như mấy người vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được, bởi vì trong lòng mấy người căn bản không có đạo nghĩa, cách xa đạo nghĩa mà lại muốn bước lên cảnh giới thiên thần ư. Rõ ràng là nực cười. Nực cười, Cửu Vạn Lý cười khẩy nói. Không biết ai mới nực cười, hôm nay tôi sẽ khiến cậu tan xương nát thịt. Nói đủ chưa, ra tay đi. Tiêu Chính Văn hơi mất kiên nhẫn thúc giục. Chương 1807. Cửu Vạn Lý chắp hai tay sau lưng, không ra tay với Tiêu Chính Văn mà cười khẩy, nói Tiêu Chính Văn, cậu cũng xem như người có tên tuổi, đã đến lúc này rồi mà vẫn có thể thản nhiên như thế, tôi cũng không khỏi khâm phục cậu. Không hổ danh là danh tướng Hoa Quốc trăm trận trăm thắng. Nhưng đáng tiếc là sự dũng mãnh của cậu sẽ không có chỗ dùng trước mặt tôi đâu. Hôm nay, cậu cũng không khác người bình thường là bao, tôi khuyên cậu buông tay chờ chết đi, có khi sẽ chết nhanh ít đau hơn đấy. Vừa dứt lời, trong tay Cửu Vạn Lý đã xuất hiện một thanh kiếm dài 3 mét. Mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, như có kiếm khí xoẹt qua xoẹt lại. Ngay sau đó, Cửu Vạn Lý lật cổ tay, một đóa kiếm hoa màu bạc lóe lên, từng đợt gió cắt ngang không khí. Có điều, chỉ với một nhát kiếm khí mà mấy cây tùng xung quanh đều bị cắt ngang gốc. Chiêu thức này nhìn có vẻ đơn giản nhưng nếu chỉ phóng mỗi kiếm khí không thôi thì không thể cắt đứt toàn bộ mười mấy cây đại thụ che trời xung quanh, đám cây cối cũng sẽ không ngã xuống ầm ầm. Phải là kiếm khí cực kỳ đơn thuần, Cửu Vạn Lý này quả nhiên tinh thông cả trận pháp và kiếm thuật. Có thể phóng kiếm khí ra xa cả mấy mét mà kiếm khí lại còn đơn thuần như vậy. E rằng cả đời này chúng ta cũng không thể đạt được cảnh giới đó. Lúc này, mọi người bên cạnh bàn tán xôn xao. Ngay khi bọn họ vừa dứt lời, trên mặt đất chợt vang lên hai tiếng rắc rắc, nham thạch dưới chân Cửu Vạn Lý bỗng nứt ra thành một đường mảnh như sợi tóc nhưng sâu mấy mét. Ôi, đàn tế trên núi Thương Lĩnh là do dung nham núi lửa tự nhiên hình thành vào hàng vạn năm trước, vô cùng cứng rắn, đừng nói là dùng kiếm, cho dù dùng pháo đạn để bắn thì cũng chỉ có thể sứt mẻ một chút. Đây mới là đại sư kiếm cảnh số 1. Không sai, nghe nói kiếm cảnh của Cửu Vạn Lý còn hơn xa Trương Đạo Linh, không ngờ tin đồn là sự thật. Nếu không có thiên tinh trận hỗ trợ thì có lẽ Tiêu Chính Văn cũng không phải là đối thủ của Cửu Vạn Lý. Mọi người không khỏi kinh ngạc về tuyệt kỹ này của Cửu Vạn Lý. Nhìn lướt qua vết nứt dưới đất, Cửu Vạn Lý nở nụ cười thỏa mãn, nói Tiêu Chính Văn, thấy chưa, đây mới thật sự là kiếm ý. Kiếm tùy ý di chuyển theo lòng người. Cho dù cậu đối mặt với kiếm ý của tôi lúc cậu hùng mạnh nhất cũng không chịu nổi một đòn. Huống hồ giờ này cậu đã là một người bình thường. Tiêu Chính Văn nhìn lướt qua vết nứt dưới chân, cũng phải âm thầm gật đầu. Kiếm ý thật sự là một cảnh giới khác trên cả kiếm cảnh. Muốn đạt đến cảnh giới kiếm ý, không chỉ cần khả năng lĩnh ngộ thật tốt mà còn cần có cả cơ duyên, nếu không, vĩnh viễn sẽ không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của kiếm ý. Xem ra Cửu Vạn Lý này thật sự hơn người. Bốp, một tia sáng đỏ chợt lóe lên,
Thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay Tiêu Chính Văn hóa thành một điểm sáng màu đỏ và bị thu hồi về lồng ngực anh. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã không khác gì người bình thường, chẳng thể nào phát huy được sát khí ẩn trong thanh giáo dài liệt long. Chương 1808. Nó còn không linh hoạt bằng con dao quân đội năm cạnh. Kiếm ý của ông đúng là hơn người, nhưng sao ông biết được chắc chắn tôi sẽ không có sức đánh trả. Tiêu Chính Văn dửng dưng lên tiếng, anh đưa tay rút ra con dao quân đội năm cạnh. Thực lực của Tiêu Chính Văn bị áp chế hoàn toàn là thật, nhưng anh vẫn còn một con át chủ bài khác mà không ai biết được. Đó chính là từ trường. Từ trường trong cơ thể con người sẽ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ trận pháp nào, cho dù Tiêu Chính Văn đã là một người bình thường nhưng từ trường không hề thay đổi. Nếu là người khác, có lẽ còn cần dùng đến thanh giáo dài liệt long màu đỏ, nhưng đối phó với ông thì con dao quân đội năm cạnh này là đủ rồi. Tiêu Chính Văn vừa nói xong, xung quanh lập tức yên lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ mồn một. Không thể dùng từ cuồng vọng để hình dung được nữa, một người bình thường đối đầu với một người cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, Tiêu Chính Văn đảo đâu ra tự tin đó chứ. Tiêu Chính Văn, cậu đúng là nói khoác mà không biết ngượng mồm, một con dao quân đội năm cạnh là có thể đánh bại tôi sao? Ha ha ha, đây quả đúng là chuyện hài hước nhất mà tôi từng nghe đấy. Cửu Vạn Lý vuốt ve thanh kiếm, nói với vẻ nham hiểm, cậu có biết, phải khó khăn cỡ nào mới lĩnh ngộ được kiếm ý không? Cho dù cảnh giới thiên vương hay cảnh giới thiên thần, để ngộ ra kiếm ý thì đều cần phải có cơ duyên. Cơ duyên là gì? Là vô số lần cố gắng không ngừng, cho dù thất bại bao nhiêu lần cũng không từ bỏ quyết tâm. Đối diện với kiếm ý, tất cả đều là hư vô. Mấy lời này của cụ ta không hề sai. Tiêu Chính Văn cũng đã đọc được nội dung liên quan tới kiếm ý trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Chỉ có người ngộ được kiếm ý mới được coi là thật sự bước chân vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cho dù kiếm cảnh có mạnh mẽ bao nhiêu, thì trước mặt kiếm ý cũng giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời ban trưa, tất cả sát khí đều sẽ bị hóa giải. Nói khoác mà không biết ngượng ư, Cửu Vạn Lý, chỉ dựa vào mấy lời mà ông vừa nói cũng đủ lý do để ông phải chết rồi. Kiếm ý thì sao, vi phạm luật trời thì trời cao cũng sẽ không giúp ông. Khuôn mặt Tiêu Chính Văn dửng dưng như không, con dao quân đội năm cạnh quân đội trong tay lóe lên một luồng ánh sáng nhạt màu trắng rực rỡ. Hừ, nói nhiều vô ích, tôi sẽ để cậu nếm thử một chút uy lực của kiếm ý. Có thể chết dưới kiếm ý của tôi cũng coi như là vinh hạnh của cậu. Cửu Vạn Lý vừa nói vừa bước lên một bước dài, lắc mình xông về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường, căn bản không thể tránh khỏi sát chiêu của cụ ta. Chết đi, cùng với tiếng giống to của Cửu Vạn Lý, mọi người chỉ thấy một luồng sáng trắng thoáng qua trước mắt, mà bóng người phóng về phía Tiêu Chính Văn lại tựa như hóa thành một thanh kiếm, đâm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, trong không khí cũng truyền đến từng đợt xé gió. Kiếm khí hệt như sóng biển, liên miên không dứt, hết đợt này đến đợt khác, lần lượt ập vào Tiêu Chính Văn. Chương 1809. Đây chính là điểm đáng sợ của kiếm ý, có thể khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành kiếm khí và xé nát mọi thứ. Còn Tiêu Chính Văn lặng thinh đứng tại chỗ lại cứ như thể bị Cửu Vạn Lý dọa sợ đến mức choáng váng, lặng lặng nhìn Cửu Vạn Lý cách mình càng lúc càng gần. Vãi, không phải Tiêu Chính Văn sợ ngu người luôn đấy chứ? Hừ, không bị sợ ngu người thì đã sao? Ngay cả không khí xung quanh cũng biến thành kiếm khí. Hắn có thể tránh được ư? Nếu hắn ở cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao thì có lẽ còn nhặt được cái mạng, nhưng bây giờ thì, hừ, không thể nào. Mọi người xung quanh lạnh lùng bàn tán xôn xao. Ngay lúc thanh kiếm trong tay Cửu Vạn Lý chỉ còn cách Tiêu Chính Văn chưa đến 1 mét thì Tiêu Chính Văn chợt cử động. Gót chân anh xoay mạnh tại chỗ, đồng thời, cả người tránh được nhát kiếm của Cửu Vạn Lý với một góc độ quái dị. Cùng lúc đó, mũi chân anh chỉa xuống đất, khẽ vươn hông. Phóng thẳng về phía Cửu Vạn Lý. Hả, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Viên Sùng Long không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, đứng bật dậy. Người này quả nhiên cao thâm khó lường. Đông Phương Tiếu cũng siết chặt nắm đấm kêu lắc rắc. Mặc dù Tiêu Chính Văn không còn bất kỳ luồng sức mạnh của cường giả, thậm chí tốc độ hành động cũng khác nhau một trời một vực so với trước kia. Nhưng mỗi một chiêu thức vẫn được vận dụng một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Đoàn Hải Long cũng không khỏi nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chính Văn. Nếu như đổi thành Đoàn Hải Long thì cụ ta không thể nào tránh né được nhát kiếm vừa nãy.
Chưa bàn đến kiếm ý kia, chỉ nói về thực lực thì đã quá chênh lệch, 10 đoàn hải long cũng sẽ chết tại chỗ. Hừ, vẫn dám đánh trả à? Nếu cậu muốn chết, tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Đột nhiên Cửu Vạn Lý hơi buông lỏng thanh kiếm, sau đó nó phát ra một tiếng kêu trong trẻo và biến thành hoa kiếm giữa không trung. Đồng thời, ngay lúc Tiêu Chính Văn đến gần Cửu Vạn Lý, thanh kiếm đó cứ như có ý thức mà bắn thẳng ra. Đây chính là một điểm đáng sợ khác của kiếm ý, có năng lực giết ngược cực mạnh. Mọi người đồng loạt hô lớn, bởi vì ngay lúc này, không chỉ có một luồng kiếm khí chém về phía Tiêu Chính Văn, mà trước sau trái phải có tới 8 luồng kiếm khí đồng thời đánh tới. Lúc này, Tiêu Chính Văn không kịp tránh nữa rồi. Đây chính là kiếm ý. Cậu có chết cũng không oan uổng. Cửu Vạn Lý đắc ý cười nhạt. Cụ ta cứ như đã thấy trước được tình cảnh Tiêu Chính Văn bị 8 luồng kiếm khí cắt thành thịt vụn. Nhưng ngay khi Cửu Vạn Lý vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đột nhiên vươn tay, con dao quân đội 5 cạnh quân đội bay ra cùng lúc, đâm vào thân kiếm của Cửu Vạn Lý. Chương 1810. Keng, rắc, lúc con dao quân đội 5 cạnh của Tiêu Chính Văn đâm vào kiếm của Cửu Vạn Lý, hai tiếng động lớn liên tiếp vang lên. Sau hai tiếng động lớn đó, từ trung tâm thanh kiếm của Cửu Vạn Lý, một luồng sáng chói đột nhiên tỏa ra bốn phía. Cửu Vạn Lý chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, lùi về phía sau vài bước. Sao có thể như vậy được? Ánh sáng vừa rồi là gì? Bây giờ Tiêu Chính Văn không thể sử dụng trận pháp, sức mạnh cũng đã bị thiên tinh trận phong hãm, cậu ta giờ đây chỉ là một người bình thường mới phải. Lẽ nào, không thể nào. Thiên tinh trận là tuyệt chiêu của đoàn Hải Long, ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần rơi vào thiên tinh trận cũng mất đi một nửa sức mạnh. Tiêu Chính Văn chỉ là thiên vương long cấp 5 sao, không có lý do gì lại vô hiệu với cậu ta. Nhưng một giây sau, trong đầu Cửu Vạn Lý chợt lóe lên một thứ từ trường. Cậu có thể sử dụng từ trường trong cơ thể sao? Sắc mặt Cửu Vạn Lý tái nhợt vì sợ hãi. Ngay cả cụ ta hay những người được thừa hưởng bí thuật tổ long như nhà họ Trương đều không thể làm được điều này. Mặc dù cụ ta không muốn thừa nhận, nhưng ngoài từ trường thì cụ ta không còn nghĩ ra được Tiêu Chính Văn dùng thủ đoạn gì để chặn kiếm của mình. Cửu Vạn Lý còn chưa hết kinh ngạc, Tiêu Chính Văn đã tiến lên. Sau đó, chỉ thấy con dao quân đội 5 cạnh vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung rồi lại phóng về phía Cửu Vạn Lý từ phía sau. Tất cả những điều này tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại khó như lên trời. Suy cho cùng Tiêu Chính Văn lúc này rất khó khống chế đồ vật. Ngay cả sức mạnh của binh vương cũng không thể sử dụng được. Chính vì vậy cảnh tượng này vô cùng quái dị. Ông Cừu, cẩn thận phía sau. Đoàn Hải Long đứng bật dậy khỏi ghế, hét lớn nhắc nhở. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, con dao quân đội bay ra rất nhanh, quay trở lại càng nhanh hơn. Giống như sao băng, phóng thẳng vào vai Cửu Vạn Lý. Hự, chương 1811. Cùng với tiếng kêu đau đớn, cơ thể Cửu Vạn Lý bị lực phóng mạnh mẽ của con dao kéo theo về phía trước. Cùng lúc đó, vai cụ ta bị dao đâm xuyên qua, xuất hiện một lỗ máu to bằng quả trứng gà. Rầm, Cửu Vạn Lý đâm mạnh vào tảng đá, rồi lại bật ngược lên cao hơn 1 mét trước khi tiếp đất lần nữa. Chỉ dùng một chiêu, đã có thể đánh bại Cửu Vạn Lý. Chuyện này, Đông Phương Thiếu ngơ ngác, chẳng phải Tiêu Chính Văn đã trở thành người bình thường rồi sao? Tiền bối Đông Phương. Chuyện này, chẳng phải là quá bất thường sao? Sắc mặt Viên Sùng Long tái mét, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đại trưởng lão bên cạnh lộ ra vẻ nhẹ nhõm, Tiêu Chính Văn thật sự không giống với người thường. Trong tình huống này, còn có thể đánh bại một cường giả mạnh như Cửu Vạn Lý, đại trưởng lão ít nhiều cũng cảm thấy có lòng tin hơn. Trên đàn tế hàng nghìn người há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn đang cầm con dao quân đội 5 cạnh đứng hiên ngang. Lúc này, Cửu Vạn Lý nằm bò trên nền đất, máu từ vai cứ thế chảy ròng ròng. Chỉ trong một hiệp đấu, Tiêu Chính Văn đã khiến cụ ta bị thương nặng. Cho tới bây giờ, trong lòng Tiêu Chính Văn mới cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự chỉ dựa vào thực lực để giết chết Trương Đạo Linh sao? Suy nghĩ này vừa nảy ra, Cửu Vạn Lý liền giật mình. Không thể nào, Đoàn Hải Long sững sờ nhìn Cửu Vạn Lý be bét máu. Không dám tin nói. Cửu Vạn Lý nghiến răng, chịu đựng cơn đau ở vai, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Lúc này, khuôn mặt già nua của Cửu Vạn Lý còn đỏ hơn cả mông khỉ. Mấy chục giây trước,
cụ ta còn không ngừng bảo Tiêu Chính Văn học hỏi kiếm pháp của cụ ta, vậy mà chỉ trong nháy mắt, đã bị Tiêu Chính Văn đánh phế một cánh tay. Điều khiến cụ ta không thể chấp nhận được là sức mạnh của Tiêu Chính Văn đã bị thiên tinh trận phong ấn hoàn toàn, giờ đây Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Một cao thủ cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao như Cửu Vạn Lý lại bị một người thường đánh bại sao? Chương 1812. Lẽ nào cụ ta sống hơn trăm năm qua đều vô ích? Thế nào, Tiêu Chính Văn nhìn Cửu Vạn Lý, lạnh lùng nói, giết ông chỉ cần một con dao quân đội là đủ. Người có thể chết dưới thanh giáo dài liệt long màu đỏ đều là cao thủ trên cao thủ, ông không xứng. Phụt, Tiêu Chính Văn vừa nói xong, Cửu Vạn Lý liền phun ra một ngụm máu. Cụ ta không xứng ư, Tiêu, Chính Văn, mặt mũi Cửu Vạn Lý nhăn nhó, trên người bộc phát khí tức. Trên bầu trời, mây rông cuồn cuộn, lúc này, Cửu Vạn Lý đã tức giận đến cực điểm. Bù, một cơn gió lốc đột nhiên thổi qua toàn bộ núi Thương Lĩnh. Ông Cửu, đừng, Đoàn Hải Long suýt chút nữa thì mắng chửi. Cơn gió lốc này được tạo ra bởi kiếm khí, tất cả những người dưới cảnh giới thiên vương ba sao đều không thể chịu nổi. Vấn đề là kẻ thù của bọn họ chỉ có một mình Tiêu Chính Văn. Cơn gió lốc này càn quét sẽ giết chết tất cả người của bọn họ. Chết tiệt, sắc mặt Đoàn Hải Long xanh mét, chẳng trách người cùng thời với Cửu Vạn Lý đều gọi cụ ta là cửu điên, thằng già khốn kiếp này đúng là một kẻ điên. Rõ ràng, Cửu Vạn Lý đã bị cơn tức giận làm cho mê muội, không hề để ý đến tiếng hét của Đoàn Hải Long, thanh kiếm trong tay nhảy múa, kiếm khí quét qua bốn phía. Vù vù vù, bất cứ nơi nào kiếm khí đi qua, trên không trung có vô số đầu người bay lên. Tiêu Chính Văn, mày phải chết, tao sẽ xé mày thành từng mảnh. Cửu Vạn Lý điên cuồng gầm lên, dùng kiếm chém. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn đứng nhìn cảnh tượng này một cách thờ ơ, sau đó anh dịch chuyển khiến vô số kiếm khí lao ngược về phía Cửu Vạn Lý. Cửu Vạn Lý, ông thua rồi, mau dừng tay đi, nhìn thấy hành động liều mạng của Cửu Vạn Lý. Đại trưởng lão vô cùng lo lắng cho Tiêu Chính Văn, ông ta xông lên hét lớn với Cửu Vạn Lý. Nhưng ngay cả tiếng hét của Đoàn Hải Long, Cửu Vạn Lý cũng không hề để ý tới, thì sao cụ ta có thể để ý tới đại trưởng lão chứ? Hôm nay, dù thế nào cụ ta cũng phải giết Tiêu Chính Văn. Chương 1813. Kiếm khí dâng trào như thủy triều, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mọi người xung quanh cũng lần lượt lùi ra xa. Sợ bị giết chết bởi chiêu thức của Cửu Vạn Lý. Tiêu Chính Văn dựa vào thất tinh quỷ bộ được ghi lại trong Thiên Sơn Thư Lục, thoải mái bước đi trong làn mưa kiếm khí dày đặc, chỉ trong vòng ba bước ngắn ngủi, anh đã đến được chỗ Cửu Vạn Lý. Trước khi Cửu Vạn Lý định thần lại, con dao quân đội năm cạnh đẫm máu trong tay Tiêu Chính Văn đã bay ra lần nữa. Vụt, ánh sáng bạc lóe lên, con dao quân đội năm cạnh lao thẳng đến chỗ Cửu Vạn Lý. Cửu Vạn Lý dùng thanh kiếm dài trong tay để chặn con dao lại theo bản năng, nhưng khi con dao chạm vào thanh kiếm, một tiếng nổ lớn vang lên. Rắc, thanh kiếm trong tay Cửu Vạn Lý đột nhiên vỡ tan. Mảnh kiếm bay khắp nơi, còn con dao vẫn không hề dừng lại, lao thẳng vào bên vai còn lại của Cửu Vạn Lý. A, Cửu Vạn Lý kêu lên kinh ngạc, vừa định né tránh nhưng đã quá muộn. Phụt, máu phun ra, cánh tay còn lại của Cửu Vạn Lý không còn lực. Buông thõng xuống. Tuy nhiên, con dao quân đội năm cạnh vẫn không hề dừng lại, phóng đi rồi quay lại vài lần khiến cơ thể Cửu Vạn Lý bị đâm như tổ ong vỏ vẽ, máu chảy ròng ròng. Vài giây sau, cả người Cửu Vạn Lý rơi thẳng xuống đất. Tất cả mọi người lại một phen kinh ngạc, ai nấy đều nín thở. Không chỉ bọn họ, ngay cả Đoàn Hải Long ngồi trên ghế cũng không chớp mắt, nhìn thấy Cửu Vạn Lý bị con dao quân đội đâm xuyên qua. Trái tim không khỏi run lên. Coi thiên tử Hoa Quốc như cỏ rác ư. Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn đã một cú vào ngực Cửu Vạn Lý. Cả người Cửu Vạn Lý văng ra xa vài mét rồi đập mạnh vào tảng đá trên mặt đất khiến nó xuất hiện vài vết nứt. Phụt, mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn như người bình thường nhưng cú đá của anh với sức mạnh của Từ Trường hệt như một vệt sao băng cỡ nhỏ đập vào ngực Cửu Vạn Lý. Cụ ta đâu thể chịu được. Vừa rơi xuống đất đã nôn ra một ngụm máu, trong máu còn lẫn ít nội tạng bị vỡ nát. Chương 1814. Mày, Cửu Vạn Lý yếu ớt giơ cánh tay lên chỉ vào Tiêu Chính Văn. Nhưng lục phủ ngũ tạng của cụ ta đau đến mức cụ ta không nói nên lời.
Người dân Hoa Quốc đều nhỏ bé như run rế sao? Tiêu Chính Văn sải bước đi đến trước mặt Cửu Vạn Lý, nhấc chân dẫm lên bụng cụ ta. A, à, Cửu Vạn Lý hét lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Đồng thời cả người cong lại như một con tôm lớn bị đạp phải thắt lưng, giơ hai tay ra định ôm lấy chân Tiêu Chính Văn. Bảo tôi buông tay chịu trói, chết toàn thây à. Tay Cửu Vạn Lý chưa kịp túm được chân Tiêu Chính Văn thì đã bị anh lên đầu gối khiến cụ ta đập người vào cửa trước. Cả người Cửu Vạn Lý dính chặt dưới đất trượt về phía trước hơn 10 mét. Cả gương mặt đều dính đầy máu, thậm chí không còn nhìn rõ mặt mày thế nào nữa. Chẳng phải ông nói muốn báo thù cho Trương Đạo Linh sao? Tiêu Chính Văn nhấc chân lên dẫm lên mặt Cửu Vạn Lý. Chỉ nghe tiếng xương răng rắc, xương quai hàm và xương gò má của Cửu Vạn Lý đều bị nghiền nát, toàn bộ khuôn mặt lõm vào trong. Mọi người xung quanh nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu không biết quy tắc của võ tông à? Trong cuộc thi không được làm hại đến tính mạng người khác. Nếu Cửu Vạn Lý đã thua trận, cậu cần gì phải đối xử tàn nhẫn với ông ta như thế? Lúc này một giọng nói lạnh lùng trên bục cao vang lên ngăn lại hành động của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên, lạnh như băng nhìn mọi người ở trên bục cao. Ồ, không được làm hại đến tính mạng người khác hả? Nói thì oai phong lẫm liệt lắm nhỉ? Tôi bị thiên tinh trận phong ấn sức mạnh gần như không khác gì người bình thường, lúc Cửu Vạn Lý chủ động bước ra khiêu chiến tôi sao ông không lên tiếng? Bây giờ thấy Cửu Vạn Lý sống dở chết dở mới nhớ đây là cuộc thi để rèn luyện. Không được làm hại đến tính mạng người khác có phải đã quá muộn rồi không? Tất cả mọi người ở đây đều đã nghe những lời ông lão kia nói lúc nãy chứ? Là chính miệng ông ta nói, bất kể ngày thường có ân oán hay là thù mới gì đều có thể giải quyết ở đây, ra khỏi nơi này không được ghim thù, nếu vi phạm sẽ bị người trong võ tông thiên hạ giết chết. Vậy ông nói tôi nghe xem thế nào gọi là giải quyết tại đây? Lẽ nào Cửu Vạn Lý tự động nhảy ra xoa lưng đấm chân cho tôi à? Chương 1815. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chỉ một ngón tay vào ông lão tóc bạc đứng cạnh Đoàn Hải Long. Tiêu Chính Văn, cậu hỗn láo. Ông lão tóc bạc tiến đến trước một bước tức giận nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu chẳng qua chỉ đánh bại Cửu Vạn Lý, nếu không cậu chắc chắn sẽ chết dưới thiên tinh trận không? Nói đến đây ông lão tóc bạc cũng cảm thấy lời mình nói không đúng. Không gì cơ, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ sao? Theo ý của ông thì ông ta giết tôi là điều đương nhiên, còn tôi giết ông ta lại quy phạm quy tắc của võ tông à? Dứt lời, Tiêu Chính Văn lại nhấc chân lên dẫm mạnh lên đùi Cửu Vạn Lý, bên tai chỉ nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy rõ ràng. Cửu Vạn Lý đau đớn há hốc mồm, nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào được. Hai mắt cụ ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chân trái bị gãy của mình, muốn giơ tay che lại nhưng cả người không thể động đậy. Cú đá vừa rồi của Tiêu Chính Văn đã làm gãy xương sống của cụ ta, đừng nói với tới đùi, giờ có muốn ngồi dậy cũng khó khăn. Cửu Vạn Lý miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn ông lão tóc bạc trên bục cao, ánh mắt hiện lên vẻ cầu xin. Bây giờ cụ ta chỉ cầu xin ông lão áo trắng đừng chọc giận Tiêu Chính Văn nữa, thà cho cụ ta chết thoải mái chứ cụ ta không muốn bị Tiêu Chính Văn dằn vặt đến chết. Hừ, Tiêu Chính Văn, bất kể cậu nói thế nào cũng được, trong quá trình diễn ra cuộc thi. Làm hại đến mạng người đều là quy phạm quy tắc liên minh võ thuật. Đây là liên minh võ thuật, thương lĩnh là trụ sở chính của liên minh võ thuật. Đúng hay sai không đến lượt một thằng danh con như cậu có thể quyết định. Bây giờ, cậu lập tức buông Cửu Vạn Lý ra. Ông lão tóc bạc trợn hai mắt lên chỉ vào Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, mọi người trên bục cao đều nhìn thấy rõ một tay đang chắp sau lưng của ông lão tóc bạc đã siết chặt một thanh kiếm ngắn dài 20 cm. Thả Cửu Vạn Lý ra ư? Được thôi, Tiêu Chính Văn cười nhạt rồi bỗng nhấc chân lên đá mạnh vào người Cửu Vạn Lý. Rầm, một tiếng động cực lớn vang lên, cơ thể Cửu Vạn Lý bị đá văng ra hơn 20 mét bay lên bục cao như một viên pháo. Cả người Cửu Vạn Lý nặng nề rơi trên bục cao, bụi văng tung tóe. Lúc này cả người từ trên xuống dưới của Cửu Vạn Lý đã dính đầy máu, khóe miệng chảy ra máu, cơ thể liên tục co giật. Không lâu sau cụ ta chết ngay tại chỗ. Ôi, mọi người bên dưới đều thấy ớn lạnh, đó là Cửu Vạn Lý đấy trời ạ. Chương 1816. Chỉ một đòn đã bị Tiêu Chính Văn đánh bại, còn bị Tiêu Chính Văn đá chết trước mặt mọi người.
Nhưng điều khiến họ khó hiểu nhất là rõ ràng Tiêu Chính Văn đang ở trong thiên tinh trận, chẳng khác gì người bình thường, sao anh lại làm được như thế? Tiêu Chính Văn, cậu thật to gan. Ông lão tóc bạc đảo mắt nhìn Cửu Vạn Lý đã bị đá chết, ánh mắt tóe ra tia sáng lạnh lùng. Thực lực của người này không bằng Cửu Vạn Lý. Theo lý thì khi cụ ta nhìn thấy Cửu Vạn Lý bị giết, tuyệt đối không thể nào ra mặt báo thù cho Cửu Vạn Lý mới đúng. Nhưng Tiêu Chính Văn còn chưa lên tiếng thì ông lão tóc bạc bỗng lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó Lâm Phi Dương bỗng vung tay lên, một luồng sáng lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Đinh, Tiêu Chính Văn vung con dao quân đội năm cạnh ra để chặn lại kim châm của Lâm Phi Dương theo bản năng, nhưng ngay khi con dao quân đội năm cạnh chạm phải kim châm, một màn sáng như có như không bỗng hiện ra. Thấy thế ông lão tóc bạc nở nụ cười đắc ý. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ con dao quân đội năm cạnh lên đứng thẳng tắp trong không trung, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng đông cứng lại. Đám người khốn nạn này, các ông còn biết liêm sỉ không hả? Đại trưởng lão cũng ngồi không yên nữa, nhảy khỏi ghế chỉ vào đám người trên bục cao lớn giọng mắng. Đại trưởng lão đều nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra vừa rồi. Ông lão tóc bạc và Dương Phi Dương thấy Cửu Vạn Lý không đấu lại Tiêu Chính Văn nên sau khi trao đổi ánh mắt, cụ ta chủ động bước ra thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn từ chính diện. Mà Lâm Phi Dương nhân lúc Tiêu Chính Văn chưa kịp chuẩn bị bắn kim châm ra, thật ra đó chính là cách thức khởi động trận pháp càn khôn định hồn. Bất kể Tiêu Chính Văn có đánh trả hay không, chỉ cần đụng vào kim châm đó, cơ thể sẽ bị đông cứng lại, không thể động đậy. Ông lão tóc bạc thấy Tiêu Chính Văn đã trúng kế bèn vung kiếm lên đâm thẳng về phía cổ họng của Tiêu Chính Văn. Lúc này đám người xem trận đấu dưới bục đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là âm mưu hãm hại Tiêu Chính Văn ngay trước mặt hàng chục nghìn ánh mắt, như thế đâu còn công bằng chính trực gì nữa. Không ít người thầm mắng đám người này không biết liêm sỉ. Chỉ có đại diện của bốn gia tộc lớn và đoàn Hải Long cười nhạo. Đây chính là cái gọi ngoài sáng dễ tránh, trong tối khó phòng. Chương 1817. Thấy thanh kiếm ngắn trong tay ông lão tóc bạc chỉ còn cách Tiêu Chính Văn không đến 10 cm, trước mặt Tiêu Chính Văn bỗng xuất hiện một màn sáng màu vàng. Cái gì? Đó là, thấy thế Thương Nhan Bách không khỏi đứng bật dậy, mấy cao thủ Hoa Sơn cũng đứng lên theo. Ông lão tóc bạc vốn dĩ nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ chết dưới kiếm của mình, thấy trước mặt bỗng xuất hiện một màn sáng màu vàng, hai mắt cụ ta co rụt lại. Nhưng cụ ta không thể nào dừng thế tấn công của mình lại được. Ngay lúc này một luồng khí màu trắng bay ra từ trong màn sáng. A, ông lão tóc bạc hoảng sợ ngây người. Ngay cả bàn tay cầm thanh kiếm ngắn cũng không kiềm được khẽ run. Xoẹt, thanh kiếm ngắn trong tay cụ ta đâm thẳng vào trong màn sáng màu vàng, nhưng cơ thể lại đập vào luồng khí màu trắng đó. Rầm, một tiếng động cực lớn vang lên, cơ thể ông lão tóc bạc văng ngược ra ngoài. Nhưng luồng khí màu trắng đó vẫn không ngừng lại, sau khi đánh văng ông lão tóc bạc, nó đã khiến tảng đá trên mặt đất nổ tung và tạo ra một cái hố sâu cao hơn 3 mét. Phụt, ông lão tóc bạc chưa đứng dậy đã nôn ra một ngụm máu lớn. Luồng khí màu trắng đó chính là sấm sét mà Trương Đạo Linh không thể ngưng tụ được trong trận đấu giữa Tiêu Chính Văn và Trương Đạo Linh. Tiêu Chính Văn cũng chỉ sử dụng trận pháp lĩnh hội được từ Đông Phương Ngạo Vũ và tăng thêm 3 luồng khí vào đó mà thôi. Vừa nãy khoảnh khắc cả người bị đông cứng, Tiêu Chính Văn cũng nhận ra nguy hiểm, cũng may từ trường trong cơ thể người có thể điều khiển được bằng ý nghĩ. Nếu không nhát kiếm này của ông lão tóc bạc chắc chắn sẽ lấy mạng của Tiêu Chính Văn. Sau khi luồng khí trắng xuất hiện, uy lực của trời cuồn cuộn bao phủ mặt đất, định hồn trận của Lâm Phi Dương cũng mất đi hiệu lực. Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy cả người đình trệ, sau đó lấy lại khả năng cử động bình thường. Lúc nãy là ai đánh lén tôi bằng kim châm bước ra đây? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn trên bục cao. Lâm Phi Dương híp mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, mày thoát chết trong nguy hiểm đã là may mắn rồi, lẽ nào còn muốn kiếm thêm kẻ thù cho mình sao? Mặc dù giọng điệu Lâm Phi Dương cực kỳ cứng cỏi nhưng trong lòng lại rất sợ hãi. Chương 1818. Vừa nãy rõ ràng Tiêu Chính Văn đã sử dụng trận pháp bí truyền của Hoa Sơn, luồng khí trắng đó hẳn là sấm sét do anh hấp thụ khi đánh nhau với Trương Đạo Linh hoặc Trương Nguyệt Đông trước đó. Nếu nói Đông Phương Ngạo Vũ bán đứng Hoa Sơn thì dù có bị đánh chết, Lâm Phi Dương cũng không tin.
nhưng ngoài điều đó cũng chỉ có một khả năng là khi đánh nhau Tiêu Chính Văn đã nhìn thấu được trận pháp bí truyền của Hoa Sơn, hơn nữa còn học được nó. Màn sáng màu vàng đó quả thật là cánh cửa lớn liên kết vài không gian, có thể hấp thụ các đòn tấn công, sức phòng thủ cực mạnh. Nhưng muốn phát ra mấy thứ đã hấp thụ vào lần nữa thì cần phải có hiểu biết cực rõ về trận pháp mới có thể làm được. Tiêu Chính Văn không phải là người của Hoa Sơn, toàn bộ đều dựa vào bản thân tự lĩnh hội, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế mà đã có thể phá được tinh túy của trận pháp bí truyền Hoa Sơn ư. Vãi, Lâm Phi Dương không khỏi cảm thấy ớn lạnh, Tiêu Chính Văn quả nhiên là một tên biến thái. Mày cứ thích rát vàng lên mặt mình thế. Nếu mày không xuống thì tao sẽ bắt mày phải xuống đây. Tiêu Chính Văn sải bước đi về phía bục cao. Lúc này quanh người Tiêu Chính Văn được ánh sáng màu trắng nhạt bao bọc, trông có vẻ vô cùng kỳ lạ. Nhưng càng như thế càng chứng tỏ Tiêu Chính Văn đã đến cực hạn. Quả thật từ trường trong cơ thể người có thể điều khiển bằng ý nghĩ, giống như một vài đại sư khí công có thể dịch chuyển bằng ý nghĩ. Mà anh lại đang sử dụng từ trường trong cơ thể người. Dịch chuyển ở đây cũng là mượn sức của từ trường để di chuyển các đồ vật ở cách xa mình đến chỗ bản thân đang đứng. Nhưng muốn điều khiển từ trường lại là một việc rất tốn sức. Giống như Tiêu Chính Văn hiện giờ, vừa nãy anh mượn lực từ trường miễn cưỡng mới dùng được trận pháp bí truyền của Hoa Sơn nhưng cũng chỉ trong một thoáng chốc đó thôi. Người xung quanh đều nghĩ bức tường do ánh sáng trắng tạo ra bỗng xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn đã đánh bay ông lão tóc bạc. Nhưng chỉ có Tiêu Chính Văn biết khi luồng khí trắng đó bắn ra, sức lực cả người anh đều bị rút cạn đi rất nhanh. Bây giờ gần như Tiêu Chính Văn phải cố hết sức đi từng bước. Tiêu Chính Văn, cậu muốn làm gì? Cuộc thi của Liên minh Võ Thuật có quy tắc của Liên minh Võ Thuật. Nếu đối phương không nhận lời thách chiến thì cậu không được làm bậy. Đoàn Hải Long chỉ vào Tiêu Chính Văn lạnh lùng quát tháo. Tôi làm bậy ư? E là ông chưa thấy cái gì gọi là làm bậy rồi nhỉ. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh như băng, bước chân cực kỳ kiên quyết. Chương 1819. Cậu dám phá hỏng quy tắc của Liên minh Võ Thuật thì đừng trách tôi nhẫn tâm với cậu. Đoàn Hải Long đứng bật dậy. Mọi người Hoa Sơn, Hằng Sơn, Thiên Sơn cũng đứng lên theo. Tỏ ý chỉ cần Tiêu Chính Văn dám tiến đến nửa bước nữa thì họ sẽ đánh hội đồng. Đoàn Hải Long, Lâm Phi Dương, Lý Thiên Lăng, đám các người nổi danh ở bên ngoài, vẫn luôn tự khoe là hóa thân của đạo nghĩa, không ngờ các người lại như thế. Quả thật chẳng bằng đám lưu manh đầu đường xó chợ, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi ở cùng loại người như các người. Đại trưởng lão chỉ vào đám người Đoàn Hải Long lớn tiếng mắng. Các người định lấy đông thắng ít sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mọi người. Mặc dù lúc này Tiêu Chính Văn đã kiệt sức nhưng càng đến thời khắc quan trọng thì càng phải cắn răng chịu đựng. Đây là kinh nghiệm Tiêu Chính Văn rút ra từ hàng trăm, hàng nghìn cuộc chiến đẫm máu. Khi bản thân anh đã cạn kiệt sức lực, kẻ địch của anh cũng chưa chắc đã tốt hơn anh. Khi anh sợ hãi, kẻ địch của anh cũng đang sợ anh. Vù vù, hàng loạt con tò vò màu trắng đang bay lượn trong không trung, mọi người xung quanh đều rợn tóc gáy, lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Đây là vì từ trường xung quanh thay đổi. Trong không khí tràn ngập uy lực cực mạnh, chỉ là uy lực này không giống uy lực của trời, khác với hơi thở của Tiêu Chính Văn. Từ trường bình thường ảnh hưởng đến hàng loạt phản ứng dây chuyền do các cực từ trong lòng đất mang lại. Năng lượng khắp không trung này đã đạt đến mức cực kỳ đáng sợ chỉ trong thoáng chốc. Hàng chục nghìn người xung quanh đàn tế đều cảm nhận rõ ràng sự quyết đoán của Tiêu Chính Văn. Vì năng lượng đó đã đủ mạnh đến mức ngay cả Tiêu Chính Văn cũng bị nuốt chửng. Dường như ngay lập tức sau đó Tiêu Chính Văn sẽ cùng hủy diệt với mấy người trên bục cao. Mọi người đứng trên bục cao đều sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhất là kẻ gây ra tai họa Lâm Phi Dương càng sợ hãi toát mồ hôi, không dám lên tiếng. Chương 1820. Những người còn lại cũng nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm. Họ cứ nghĩ dùng thiên tinh trận làm giảm sức mạnh Tiêu Chính Văn. Sau đó cử một người ra trận là có thể giết chết Tiêu Chính Văn tại đây. Nhưng kết quả lại khiến họ ngạc nhiên. Tiêu Chính Văn không những không chết mà ngược lại còn giết Cửu Vạn Lý và đánh ông lão tóc bạc bị thương. Đoàn Hải Long tính sai hoàn toàn. Hai bên cứ đối đầu với nhau, điện từ trường trong không trung lại tăng thêm, không lâu sau ngay cả những người xung quanh đàn tế đều cảm nhận được mối nguy hiểm. Vì cả núi Thương Lĩnh đang rung chuyển,
tảng đá dưới chân họ vốn đã trải qua vô tận 5 tháng rửa tội đang nứt ra. Rắc rắc rắc, từng vết nứt sâu đến vài mét lấy Tiêu Chính Văn làm trung tâm dần lan ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Người đời thường nói uy lực của trời là đáng sợ nhất, nhưng thật ra không phải như thế, chỉ có những thứ mà mình chưa biết mới đáng sợ nhất. Đây, đây, minh chủ cứu tôi. Ông lão tóc bạc cũng bị uy lực đáng sợ đó thô bạo làm cho tỉnh táo, sau đó giơ tay ra ngẩng đầu lên hô hoán cầu cứu với Đoàn Hải Long. Cứu ư, cứu thế nào? Đoàn Hải Long thậm chí có thể cảm nhận được rất rõ từng dòng điện lưu trong không khí, nói chính xác hơn là từ trường. Nếu như đòn công kích này của Tiêu Chính Văn phát ra thì sẽ có uy thế long trời lở đất tới mức nào, ngay chính Đoàn Hải Long cũng không mường tượng ra được. Bây giờ cuối cùng cụ ta cũng đã hiểu, Tiêu Chính Văn là một nhân tài mới xuất hiện mà ngay cả cụ ta cũng không động vào nổi. Cụ ta vốn dĩ có thể không nhúng tay vào chuyện này, vốn dĩ có thể cứ mãi bế quan, thế nhưng, nếu như mấy người muốn ép Tiêu Chính Văn tôi tới đường cùng, vậy thì hôm nay cũng đừng ai mong được sống tiếp. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã thật sự nổi giận, danh sơn và liên minh võ thuật là cái quái gì chứ? Ngay cả thiên tử và dân chúng mà đám sâu mọt này cũng coi như cỏ rác, để cho bọn chúng sống trên đời thêm một ngày là đang lãng phí không khí. Cùng lúc Tiêu Chính Văn thốt ra lời này, ánh sáng trắng khắp xung quanh lại bùng phát thêm lần nữa, anh cũng đồng thời tung một cú đấm ra. Dẹt, những tia điện ban nãy còn mảnh như sợi tóc bỗng trở nên thô dày, cả núi Thương Lĩnh đều đang không ngừng rung chuyển. Cứ như xảy ra động đất cấp 10, không ít kẻ nhát gan đã quỳ rạp trên mặt đất, kêu gào thống khổ. Nguy rồi, núi Thiên Lĩnh sắp sụp rồi. Xin tha mạng, tôi vẫn còn chưa sống đủ. Tôi vẫn còn trẻ mà. Minh chủ, tha cho Tiêu Chính Văn đi, chúng tôi không muốn chết đâu. Lúc này, những tiếng gào khóc và xin tha mạng cứ nối tiếp nhau vang lên. Một tia điện thô dày như thùng nước đánh thẳng lên trên người ông lão tóc trắng. Dẹt một tiếng, ông lão tóc trắng đó lập tức hóa thành than đen. Gió vừa thổi qua cụ ta đã biến thành chất dinh dưỡng của núi rừng. Thiên hà đảo tả, lúc này, gân xanh trên trán Tiêu Chính Văn nổi lên chằng chịt, khi anh tung ra một cú đấm, trong tay cũng đột nhiên phát ra tia sáng trắng cực mạnh. Đây chính là biểu hiện của việc anh đã huy động từ trường trong cơ thể tới mức cực hạn. Một cột sáng năng lượng cực đại dần được hình thành, giống như một tháp ngọc chọc trời, lập tức hướng về phía bục cao nơi mấy người Đoàn Hải Long đang đứng. Uy thế rời non lấp biển đó giống như một con sóng lớn ụp xuống, căn bản không một người nào có thể chống đỡ. Chỉ cần cột sáng cực đại đó đổ xuống, tất cả mọi người đứng trên bục cao đều sẽ hóa thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng không có cách nào thoát nạn. Đại trưởng lão, mau, mau ngăn cậu ta lại. Món đồ chơi này mà rơi xuống thì chúng ta đều sẽ chết chắc. Đông Phương Tiếu hoảng loạn túm lấy áo của đại trưởng lão, liều mạng lắc lắc. Đại trưởng lão chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, so với sự hoảng loạn của những người khác, đại trưởng lão ngược lại vô cùng bình thản. Chết ở đây thì cũng có làm sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 73.